Okay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đấy, ngày hôm nay thì Vietcom Team sẽ gọi là làm chủ trì của hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ không được thấy gương mặt thân quen của thầy Hùng nữa, bởi vì giờ này chắc thầy Hùng đang bận dạy rồi. Đấy, đó là lý do tại sao anh em Vietcom Team ngày hôm nay là có cơ hội lên sóng cùng với anh em, và chúng ta sẽ được cùng nhau AMA. AMA thì nó được viết tắt từ gọi là Ask Me Anything, có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể hỏi bất kỳ cái gì cũng được. Những cái thâm cung bí sự của thầy Hùng cũng có thể được anh em vì có team giải đáp, nên là hôm nay anh em cứ thoải mái đặt các cái câu hỏi, và mọi người có thể là đặt những cái câu hỏi mà bình thường mà lắm lúc thầy Hùng cũng không trả lời, thì đâu đó biết video hôm nay là anh em vì có team sẽ giúp mọi người trả lời những cái câu hỏi đó. Đấy, và hôm nay thì có sự tham gia của tiến sĩ Jimmy Lê. Đấy, và mình là Quang, là mọi người cũng biết là mình và anh Jimmy Lê là cũng ở trong Vietcom Team. Thì ngày hôm nay là tụi mình đã dụ được thầy Hùng là mượn cái Zoom này để làm AMA. Đấy, hôm nay là sẽ không có một cái chuyên đề nào cụ thể để mà chúng ta phải ngồi nghe từ từ giai đoạn đầu. Đấy, nên là chúng ta sẽ không phải chết rồi hôm nay là phải vào dành thời gian nghe coi có kiến thức gì không đau não, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ được thoải mái đặt câu hỏi. Đấy, câu hỏi gì cũng được mọi người, ask me anything, mà hỏi cái gì cũng sẽ được trả lời. Đấy, nên là buổi buổi hôm nay là một buổi đặc biệt. Chúng ta sẽ đổi mới một 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 chút về cái cách buổi Zoom hôm nay chúng ta sẽ được thực hiện. Thì thầy Hùng cũng đặt ra một cái KPI cho đội là làm là phải khác, làm là phải khác biệt, làm là phải có cái gì đó mới mẻ. Đấy, thực ra thầy cũng không không biết là anh em chúng ta làm gì ở đây đâu, nhưng mà mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái ha. Nhưng mà trước khi mà trước khi mà mọi người bắt đầu đặt câu hỏi, mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi ở dưới cái phần comment của Zoom nhá. Nhưng mà trước khi cái phần đặt câu hỏi thì trong cái buổi trước trước cái buổi này á, thì team cũng đã nhận được một vài những cái câu hỏi từ cộng đồng. Thì hôm nay sẽ giải đáp một vài những cái câu hỏi này trước, sau đó sẽ đến trả lời những cái câu hỏi của mọi người sau ha. Ok. Thì câu hỏi đầu tiên của một bạn có hỏi là mọi người hãy kể một chút về trải nghiệm khi làm core team một năm qua như thế nào được không? À, thì chia sẻ với mọi người một chút là Vietcom Team đến nay là cũng được hơn hơn một năm rồi ấy. Hơn 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 khá là lâu rồi, và cũng trải qua một khoảng thời gian là đúng là một năm. Thì câu hỏi là kể một chút trải nghiệm khi làm core team một năm qua như thế nào được không? Thì anh Jimmy có thể trả lời câu hỏi này được không? Ok, cảm ơn câu hỏi của của mọi người. Xin dành mic của Quang một chút. À, đấy, trước tiên nó có một câu hỏi đấy là Quang tên gì? À, thế trả lời luôn đấy, Quang Quan tên thân quan cái mọi người nhé. là Quang. Nghệ danh là Daniel. Quay trở lại với câu hỏi là trong một năm làm con tim thì nó có khó khăn gì hay không? Thì thực ra cái mô hình của core team thì được thầy Hùng cũng ấp ủ từ rất là lâu, từ năm nếu không nhầm thì là từ năm 2020, khi mà thầy Hùng muốn lập ra những cái mà đội ngũ đi theo cái con đường là nghiên cứu một cách bài bản, nghiên cứu kiến thức một cách cơ bản và bài bản, để có thể là cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức, chia sẻ những cái cơ hội cho cộng đồng trong Phi Mi. Và Vietcom Team là một nhóm đầu tiên được thành lập. Và trước khi mà nói sâu hơn thì cũng phải dành cái lời cảm ơn đến cho cái người mà đã ấp ủ cái mô hình này, và dành lời cảm ơn đặc biệt hơn dành cho cái người mà đã dũng cảm đứng lên để thực hiện nó, thực hiện trước. Đấy chính là bạn Xuyến. Thì Mận Xuyến chính là cũng là một người cũng rất là nổi tiếng trong cái cộng đồng của chúng ta. Thì bạn Xuyến cũng đứng lên tuyển và có tin qua cái Facebook, và mọi người cũng từ đó mà tham gia vào với nhau. Đấy, ban đầu tiên thì
Vietcom Team cũng là có 6 người. 6 người thì đến từ rất nhiều nơi, có người đến từ miền Bắc, có người đến từ miền Nam, đấy, hay là có bạn sống ở châu Âu, có bạn sống ở châu Mỹ, hay là những người mà sống ở trên miền núi dân tộc như là bạn Quang đây. Đấy, thì mọi người đến với nhau thì hoàn toàn là do cái đầu tiên thì nói xa thì nói gần thì cũng là gọi là đa số là vào để tìm kiếm những cơ hội đầu tư để tránh bị đu đỉnh, tránh bị thua lỗ. Ngay cả cả Jimmy cũng thế thôi, là cũng là đến cái thời điểm mà bây giờ Việt có tìm thì cũng là một cái người mà thua lỗ sau khi là đầu cơ hay là tham gia vào cái thị trường crypto, thì cũng muốn đi vào đây để tìm một cái cơ hội đầu tư. Tuy nhiên ấy, là khi mà mới bắt đầu vào trong việc có tiền thì anh em gần như là kiểu dạng như bị vỡ mộng, vì là vào đây thì cứ nghĩ là sẽ có người dẫn dắt, nhưng thực ra vào đây là chả có ai dẫn dắt cả, mà là tự các cái thành viên phải dẫn dắt lẫn nhau, phải tự tìm những cái định hướng chung cho toàn bộ cho cả nhóm để đi. Và tất nhiên thì cái gì ban đầu nó cũng rất là khó khăn. Đấy, cái khó khăn đầu tiên đấy chính là lựa chọn cái hướng đi. Và thực sự là sau khoảng thời gian 1 tháng thì gần như là các thành viên rơi vào trạng thái là bế tắc, là không biết là sẽ phải đi theo hướng nào, đi ra làm sao, vì cái con đường mà nghiên cứu cái kiến thức bài bản và đầu tư các cái dự án một cách bài bản nó rất là vất vả, nó cũng rất là khó. Thế tuy nhiên thì là anh em cũng 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 đều là những người có quyết tâm rất cao, và cũng động viên nhau là tiếp tục cái con đường để đi theo. Và ngay bản thân thì thầy Hùng cũng 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 có một cái câu châm ngôn rất là hay, đấy là nắng đổ hoa sẽ nở, nghĩa là mình cứ đi đi thì rồi đến một biết đâu đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ là thành công. Và thực sự là trong cái suốt một cái quá trình 1 năm thì Vietcom càng hoạt động trong cái việc là tìm hiểu các cái kiến thức về blockchain bài bản, nghiên cứu một cách nghiêm túc, thì càng ngày càng tìm ra những cái cơ hội, những cái vị thế mà chúng ta có thể là tìm kiếm được trong 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 cái thế giới blockchain, trong cái thế giới crypto, không phải là cái mục đích ban đầu, giống như cái mục đích ban đầu nữa là mọi người vào đây chỉ để tìm những cái dự án để đầu cơ và để đầu tư. Đấy thì tất nhiên là trong cái 1 năm thì cái gì cũng thế, cuộc sống luôn luôn có những cái thăng trầm, đến kinh tế vĩ mô thì nó cũng có cái lúc lên lúc xuống. Thì trong quá trình hoạt động nó không phải là tránh những cái lúc mà team rất nhiệt huyết, hay là team cũng cũng có những cái lúc mà mọi người cảm thấy nó uể oải chán nản. Thế tuy nhiên thì cũng rất là may mắn là vào mỗi thời điểm thì lại có một số các cái thành viên là có rất là nhiệt huyết, và anh em cùng nhau là kéo nhau là đi lên và có thể là duy trì được đến bây giờ. Thì mọi người có thể nhìn thấy được là những cái mà thành công nhỏ bé tạm thời của Vietcom. Ok, cảm ơn Linh về những cái chia sẻ. Nói chung là chắc còn còn tâm huyết nữa cơ, còn kể nữa cơ. Nhưng mà thôi, vừa thôi còn để câu hỏi khác. Nhưng mà Quang cũng là một thành viên trong vì có team, thì mọi người đều biết đó là có team, mà cái giai đoạn mà nếu mà mọi người ở trong group này lâu á, mọi người sẽ biết là có team được xây dựng rất là sớm, trong cái giai đoạn mà thị trường nó đang nóng hổi sinh sịch ấy. Lúc mà ADA đâu đó khoảng 1 đô, 2 đô, 3 đô là ui chà, thầy tuyển core team là một, người ta không tuyển gọi là tuyển bằng số lượng tá, mà người ta gọi là bằng mớ, tuyển gọi là tuyển một mớ, là anh em là submit vào quá trời trời luôn. Nhưng mà có một cái á, là Phi My được cái là phải cần lọc ra, phải lọc, nên là anh em phải làm cái bài test nó rất là căng anh em. Mọi người biết là tiến sĩ Jimmy Lê để ngồi được hôm nay với mọi người á, là phải làm gần 40 lần cái bài test đấy. Đúng không anh nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? 40 đúng không? Hơn 40 thôi, cứ làm À, 40 hơn xong đi. 40 lần. Mọi người biết cái bài test đó đúng không? Nếu mà ai ai đã từng mà submit vào có team thì cũng đều biết cái bài test. Bài test nó khoai bà cố luôn. Mà anh Jimmy Lê là khoảng 40 lần. Quen thì may mắn hơn là có được những cái anh em mà trong lớp blockchain của thầy á, support, nên là hỗ trợ là thi tới lần thứ tư là qua.
còn anh em thì đa phần là đều thi rất là căng. Đa phần những cái nhóm khác á, là các anh em đã học thể hùng trước, sau đó là mới tham gia vào, và đúng ngay cái giai đoạn mà thị trường nó lên đó thì anh em nào cũng hào hứng hết, ai cũng hưng phấn hết, là ui vào đây là mình sẽ kiếm được coin, rồi mình sẽ mua, rồi mình sẽ kiếm lời, rồi ai cũng có một cái mộng mơ là như vậy. Và việc con tìm cũng chả khác gì cả, ban đầu vào cũng nghĩ là à đây là ADA giáo chủ, giáo chủ đã tìm ra ADA một lần rồi thì anh em mình sẽ vào đây được ké giáo chủ xem là có hưởng được tí hương tí hoa nào không để mà kiếm được tiền ở trong cái thị trường này. Thì cái giai đoạn trải qua, mọi người không biết là cái giai đoạn đầu á, như như anh Jimmy Lê có nói là cứ nghĩ là vào đây là sẽ giáo chủ sẽ hướng dẫn, thực ra giáo chủ chả hướng dẫn khỉ hết. Anh em tự tự phải đi ra tìm kiếm từ trên bờ xuống ruộng, tức là từ những cái giai đoạn đầu á, phải tìm hiểu coi blockchain nó là cái gì, rồi blockchain nó vận hành như thế nào, rồi các cái Oracle, rồi các thứ DeFi hay là cái gì đó, tất cả những cái kiến thức đó hầu như là anh em không ai biết cả, mà phải đi từ đầu cơ. Nó như kiểu là một cái trang giấy trắng như mọi người vậy, không biết gì cả. Mà vào mà những cái giai đoạn đầu mọi người cứ cảm giác là phải nghiên cứu, phải tìm tòi, phải nói chung là rất rất là căng. Nhưng mà rồi sau khi mà doi qua cái giai đoạn đó thì anh em bắt đầu có kiến thức nhiều hơn. Thì khi mà anh em có kiến thức rồi thì trường nó mới cắm đầu. Đấy. Đến lúc mà anh em có kiến thức rồi thì thị trường nó mới cắm đầu. Thì mọi người biết là các cái nhóm có team khác như Báo Đốm, Tre Việt, rồi các kiểu là cũng bắt đầu là qua cái giai đoạn đó, đến nay là cũng đã ngưng. Chỉ có việc có team là cũng gọi là chạy cố anh em với nhau thì vẫn còn ở lại thôi, tại nghỉ thì không có biết chơi với ai cả, ý ý vậy. Nhưng mà mình mới thấy là khi mà trong những cái giai đoạn này thì mình mới bắt đầu mình tĩnh tâm lại, mình tìm nó mới được nhiều, chứ trong giai đoạn kia mình chỉ cố gắng tìm coi có cái coin nào mua để nó lên giá ngon ngon để mà bán không, và mình vẫn rất là vội, mình không có tìm hiểu trên sâu lắm đâu, tức là mình chỉ có hiểu được cái bề nổi thôi. Nhưng mà rồi sau qua những cái giai đoạn đó thì mới mới bắt đầu là từ từ chậm chậm lại, mình bắt đầu tìm các cái vị thế khác anh em mọi người, chứ không ai đi chứ 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 không thể cứ nghiên cứu mãi được. Bắt đầu vì con tim bắt đầu sinh ra được nhiều những cái vị thế hơn, rồi cũng có kiếm được những cái kinh phí để nuôi con tim, rồi rất là nhiều những cái vị thế khác trong Catalyst, nó cũng khá là hay. Nói chung là qua một năm thì anh em ở đây ai cũng lớn lên cả. Rồi bây giờ tới câu hỏi thứ hai nhé, Quang sẽ ưu tiên những cái câu hỏi nào mà anh em đặt trực tiếp ngay trong cái buổi live ngày hôm nay, nên là mọi người cứ đặt câu hỏi là mọi người sẽ được ưu tiên trả lời câu hỏi đó trước, còn những cái câu hỏi mà ai hỏi trước đó thì Quang sẽ ưu tiên sau ha. Câu hỏi đầu tiên của bạn Bùi Austin là không biết các bác nhận định như thế nào về thị trường NFT. Chimile có nhận định như thế nào về thị trường NFT? Về thị trường NFT thì có thể thấy là nếu như ở góc nhìn của Jimmy thì nó còn cả một cái tương lai rất là rộng mở ở phía trước. Nó có rất nhiều những cái mà có thể ứng dụng được cái NFT vào trong cuộc sống hay vào trong blockchain. Như năm ngoái thì mọi người cũng thấy là có rất nhiều các cái dự án làm về metaverse, làm về game, làm về những cái NFT về các cái tranh vẽ hay bộ sưu tập, và nó được chú ý rất là nhiều. Mặc dù ấy là cái về mặt về sự gọi là bơm thổi hay là nó chưa thực sự mang lại cái ý nghĩa mà nhìn thấy được rõ rõ cho lắm. Tuy nhiên ấy thì cũng không phải là không có lý do mà người ta đang đua nhau công bố về nó, và các cái quỹ lớn hay các cái sàn đều có tuyên bố về 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 nó cả. Và về cái ứng dụng NFT, nếu mà mọi người tìm hiểu rõ thì mình có thể thấy trong trong tương lai gần như tất cả những cái mà tài sản vật lý, những cái tài sản vật lý nếu như muốn gọi là chuyển lên trên, gọi nôm na là chuyển lên blockchain đi, thì sẽ phải thông qua những cái NFT hay là chính những cái mà sau này cái không gian metaverse ấy, thì cũng sẽ dựa rất nhiều vào những cái mà công nghệ về NFT. Thực sự thì cái tiềm năng của cái thị trường NFT nó
sẽ rất là lớn đấy. Tuy nhiên thì mọi người cũng cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức nhất định để có thể phân biệt được cái nào là sẽ là đến trước, cái nào đến sau và cái nào là chính xác. Thực ra mình thì mình cũng nghiên cứu về NFT cũng khá là nhiều, tại vì mình cũng đã từng làm một vài những cái dự án về NFT rồi. Thì có một vài ở đây á, thì anh Jimmy hoặc là Quang chia sẻ nó cũng chỉ là một cái nhận định thôi nhá, tại vì nó là cái câu chuyện về tương lai mình không thể biết được, nhưng mà dựa trên những cái nó xảy ra ở hiện tại và những cái công nghệ mà nó có thì mình có thể gọi là wrap up nó lại và vẽ cho nó được một cái đồ thị ở trong tương lai theo 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 cái góc nhìn của tụi mình thôi. Thì cái NFT hiện tại á, nó mọi người có thể thấy là nó được ứng dụng nhiều nhất vào trong game, và nó được ứng dụng vào trong các cái tài sản số là nhiều. Thì mọi người cũng biết được cái bài mà bữa bữa Quang có chia sẻ về GameFi á, thì nếu mà mọi người đã tham đã xem cái bài đó rồi, còn nếu mà mọi người chưa xem cái bài đó thì mọi người có thể xem lại cái livestream đó. Thì Quang nói rất là kỹ về NFT, nó cái giá trị của NFT nó nằm ở đâu. Thì mọi người phải hiểu rõ được cái giá trị của NFT mọi người mua nó nằm ở đâu. Bởi vì bản thể của các cái NFT hiện tại á, nó chỉ nằm ở cái việc gọi là có người muốn mua thì bạn mới có cơ hội bán mà thôi. Chứ bản thể nó không có cái giá trị gì cả. Đấy, nó về về mặt hiện tại ấy, thì đối với góc nhìn của Quang thôi là nó chưa có cái giá trị gì cả, nó chỉ là giá trị về trong các cái game tài chính thôi, tức là có người mua thì sẽ có người bán, và người mua muốn mua giá nào thì sẽ khớp lệnh với người bán giá đó, nó chỉ có như vậy thôi. Còn về tương lai ấy, thì như anh Jimmy Lê nói ấy, thì nó sẽ có nhiều nhiều cái để ứng dụng lắm. Nó giống như cái giai đoạn mà nếu mà mọi người đã từng nghe về bong bóng .com á, thì cái NFT nó cũng na ná như thế, nó cũng nổi lên là cứ cái gì chấm .com là rất là có giá trị đó, và được bơm thổi các thứ rồi khi mà nó xì xuống á, thì nó sẽ chìm lắng trong một cái giai đoạn, rồi sau đó các cái tổ chức mà họ biết sử dụng cái .com đó, cái những cái tên miền đó, những cái trang web đó và internet đó, thì nó lại trở thành một cái không thể thiếu như giai đoạn bây giờ. Thì bây giờ internet chỉ cần thiếu gọi là như bị mất mạng á, vừa đúng nghĩa đen vừa đúng nghĩa bóng luôn đó. Đấy, nên là NFT trong tương lai thì nó cũng có thể giống như vậy. Đấy, thì đó là cái nhận định của tụi mình về NFT ha. Câu thứ hai, Han cho em hỏi ADA hiện giờ phi tập trung chưa hay được bao nhiêu phần trăm, nếu chưa dự kiến sẽ bao giờ phi tập trung hoàn toàn. Ok, lên nghe câu hỏi chưa? Rồi, ok. Ra về cái câu hỏi thì ADA hiện giờ là phi tập trung chưa? Thì ADA hiện tại thì sau cái kỷ nguyên thứ hai Solly là đã bắt đầu đi vào là phi tập trung rồi, với cái hệ thống là hàng nghìn các cái nốt phi tập trung cùng tham gia vào cái việc là xây dựng mạng lưới. Còn cái việc mà bao nhiêu phần trăm thì thực sự là cũng không 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 biết là phải trả lời là nó bao bao nhiêu phần trăm, bởi vì ấy là cái hệ sinh thái hay là cái con đường mà các nó đi ấy là họ xây dựng và phát triển nhiều thứ song song cùng với nhau. Đấy, mọi lộ trình đã được vẽ sẵn từ 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 từ, từ rất lâu và phát triển nhiều thứ song song cùng với nhau. Chúng ta có thể thấy là hiện tại thì vẫn đang phát triển cái hợp đồng thông minh Protoss, nhưng mà bên cạnh đó thì lại cũng đang xây dựng cái dự án về Catalyst về phát triển về quản trị phi tập trung cho cộng đồng, hay là lại năm nay thì cũng lại trọng tâm phát triển thêm về những cái mà mang tính mở rộng, tức là Cardano phát triển nhiều thứ đồng thời. Cho nên là để gọi là trả lời chính xác bao nhiêu phần trăm thì nó cũng sẽ khá là khó. Còn cái việc mà dự kiến bao giờ phi tập trung hoàn toàn thì thực sự là cũng không có một cái câu trả lời nó chính xác cả. Thì theo cái ý kiến chủ quan của Jimmy thì nó có thể là 5 năm, 10 năm hay là 15 năm. Đấy, cuộc sống thì nó luôn luôn là nó thay đổi. Đấy, nhất là trong cái một cái môi trường mà phi tập trung có rất nhiều các thành phần tham gia, là mỗi thành phần có thể coi như là một biến số, và một cái biến số thì nó sẽ luôn luôn là nó thay đổi. Cho nên là dự kiến là bao giờ phi tập trung hoàn toàn thì nó cũng sẽ là rất rất là khó. Thì kỳ vọng của bản thân mình thì nó có thể là nhanh thì là trong 5 năm nữa, không thì có thể là 10 năm hay 15 năm nếu như chúng ta đã có niềm tin.
thì chúng ta cứ 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 chờ đợi thôi. Thật ra dưới góc nhìn của mình về cái phi tập trung á, thì tới thời điểm hiện tại á, vẫn chưa có một cái thông số kỹ thuật hoặc là nó có một cái nguyên tắc nào để xác định rõ là một cái blockchain nó là tập trung hay là phi tập trung. Nhiều người bảo là 1.000 nốt là đã phi tập trung rồi, nhiều người bảo là 3.000 nốt, 10.000 nốt thì mới phi tập trung. Thì tức là nó vẫn chưa có một cái con số gọi là xác định để nó ra được một cái khái niệm là phi tập trung hay chưa. Và trong các cái video mà được Fimi dịch á, thì mọi người khi mà mọi người xem á, mọi người cũng đều thấy là Cardano đang muốn thúc đẩy cái chuyện đó để làm việc với các cái chính phủ để nó ra được một cái base á, tức là một cái tư liệu, một cái xác định là à để khi ông đạt được những tiêu chí gì thì nó được coi như là phi tập trung, được coi như là phi tập trung thôi nha. Còn nếu mà chúng ta kêu là phi tập trung hoàn toàn thì nhiều người họ sẽ phản biện lại rằng là ủa vậy có những cái ông ví lớn ông vẫn có ảnh hưởng tới 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 các cái hệ sinh thái đúng không, thông qua việc vote rồi đồ, vậy thì liệu nó có phi tập trung hay không? Hoặc là hiện tại trong cái giai đoạn vừa rồi mọi người cũng thấy Vasso Hartford đó thì cũng phải là ba chữ ký của ba tổ chức Ergo rồi của IOG đấy, thì họ phải ký vào đó thì nó bắt đầu nâng cấp. Thì vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào góc độ đó là à nó vẫn bị điều khiển bởi ASK mà, đúng chưa? Tức là bởi IOG họ họ phải ra quyết định là nâng cấp Vasso ngày nào là do họ quyết định cái đó. Thì đứng dưới góc độ đó thì chúng ta vẫn thấy là nó vẫn chưa phi tập trung hoàn toàn. Thì nếu mà để xác định cái đó thì đúng đúng như anh Jimmy Lê nói là cũng khó để mà biết được là bao nhiêu phần trăm lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta có thể so sánh cái độ 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 gọi là cái khả năng ảnh hưởng của một cái nhóm lợi ích nào đó đến một cái blockchain. Nếu nó thấp thì coi như nó có khả năng là phi tập trung. Còn nếu mà nó có khả năng tác động đến nó quá cao thì chúng ta có thể thấy là nó không phi tập trung. Thì dưới góc độ hiện tại, dưới góc độ hiện tại chưa có các cái quy chuẩn đó thì có thể nhìn từ dưới góc độ như vậy. Đấy. Và như như thầy cũng hay comment ở trong các cái cộng đồng đó, hoặc là anh em cũng hay thấy là nó còn có những cái gì phi tập trung về vật lý hay là phi tập trung về cái cách quản trị nữa cơ, nó nhiều lắm. Nói chung là nói về cái việc phi tập trung thì nó vô vô vàn và có thể nó sẽ trở thành một cái chuyên đề để mà có thể chia sẻ trong tương lai ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, nay không có giáo chủ anh em tha hồ nói xấu giáo chủ. Anh em cứ tha hồ đi qua livestream với lưu lại, giáo chủ có thể đọc lại để biết mình bị nói xấu như thế nào, anh em yên À đây này, có một tâm. câu để anh em có thể nói xấu ấy này. Đâu Đấy, ạ? anh thấy có một cái câu hỏi là điều gì anh em cảm thấy ổn và chưa ổn khi làm việc với Thầy Hùng? Ổn rồi chưa? Ổn rồi. Anh Jimmy Lê nói trước, nói ngắn gọn nha, dài dài nghe không hay. Trước tiên thì làm việc với Thầy Hùng thì đầu tiên thấy một cái ổn, đấy là Thầy Hùng là một người anh, một người thầy rất là có tâm, rất là có tâm và chia sẻ mọi thứ là với anh em là trên cái tinh thần là giúp đỡ lẫn lẫn nhau đấy, và luôn 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 là động viên kịp thời anh em, và thậm chí là nhiều khi trong team mà anh em mà có cái sự căng thẳng lẫn nhau thì thầy cũng 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 nhảy vào để làm cái gọi là cán cân, là cân bằng lại cho anh em trong nhóm, thì đấy là cái mà thấy ổn nhất của thầy. Cái mà thấy không ổn nhất của thầy là cái gì, là trong suốt gần năm nay lùa mãi không ăn được ADA nào của thầy, mặc dù rất nhiều lần tìm cách để lùa rồi nhưng mà cũng gần 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 có những lần suýt lùa được nhưng mà chưa lùa được, thì đây là đấy là cái điều là chưa Giáo giáo chủ giữ ADA kinh lắm, không vào thầy, khó để dễ, khó lùa thầy lắm. có xem lại cái livestream này thì lúc nào phải giả vờ, nhưng mà tôi nhả một ADA ra cho anh em một cái. Thầy thầy mà có coi được cái livestream này thì nhớ là tụi em có pin cái địa chỉ ví ở trên đó rồi nha. Cái được á thì có thấy là cái là đường cái là thầy Hùng rất là tĩnh. Cái mà quan thấy cái được á là một cái chữ mà quan thấy đối với thầy Hùng đó là tĩnh. Dù ngoài kia nó có thế nào đi chăng nữa thì thầy vẫn thấy là anh em đang gặp vấn đề. Đấy, và thấy ra được cái vấn đề đó. Và có những cái giai đoạn đó mà anh em đi theo những cái ngắn hạn nhiều quá, tức là đi kiếm tiền ngắn á,
nó có những cái vị thế khi mà core team làm việc với nhau á, nó có tìm ra được rất là nhiều vị thế, nó có những cái vị thế rất là dài, có những cái vị thế rất là ngắn, thì anh em cứ bị quá overload vào những cái công việc mà nó quá ngắn hạn, nó dẫn đến việc là mình quên mất cái câu chuyện ở đây để làm cái gì. Đấy thì thầy Hùng là cái người mà gọi là luôn nhắc nhở là anh em đừng để con bò nó dắt mình đi thì mình tiện tay dắt bò thôi, chứ đừng có để bò nó dắt lại mình. Đấy, thì cuối cùng anh em cũng bắt đầu dần dần là có những cái giai đoạn mà mọi người không biết cho Vịt Con Tim muốn rã bố rồi đấy, nhưng mà nhưng mà vẫn có một người họ làm cái neo ở đó, họ giữ lại, đó là cái mà thấy là nhận được từ thầy Hùng. Còn 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 về không được ấy thì thực ra là thầy anh em chờ rồi cái mà chưa được á, tới lúc là nói xấu này là đúng như anh Jimmy lên nói là chưa chưa móc được đồng ăn a đâu cả. Và cái bên cạnh đó là thầy cũng bận nhiều quá, nên là mấy bữa nay là cũng nghỉ họp hơi nhiều nhá thầy nhá. Nếu mà có coi lại cái video này thì nhớ kiểm điểm lại, bữa sau nhớ đi họp đầy đủ. không cần đâu, không cần đâu, phạt phạt phạt. Phạt. Ok, rồi câu hỏi tiếp theo. Nói thế thôi, phải chê vừa vừa thôi, chứ không là bữa sau thì không cho lên nữa, là mệt nữa. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ngoài quỹ Catalyst hiện tại thì có cách gì kiếm tiền trong lĩnh vực này ạ? Thì đổi một chút thì Quang chia sẻ trước đi ha. Thì thực ra trong lĩnh vực này có nhiều vị thế lắm em. Catalyst nó chỉ là cái về cái nguồn vốn thôi, nó cho xây dựng, mà thực ra Catalyst mà mọi người gọi là đi kiếm tiền trong đó thôi là cũng hết ngày hết tháng rồi, là cũng mệt nghỉ á, mà mới kiếm hết được ở của cái Catalyst á, chứ không phải đơn giản mà kiếm đâu. Nên là nếu trước trước nhất á, trước khi mà mình hỏi cái câu chuyện là ngoài quỹ Catalyst thì kiếm tiền trong lĩnh vực này bằng cách nào, thì mọi người trước nhất mọi người đi tìm trong Catalyst trước đi đã, coi mình có cái khả năng gì ở trong đó hay không. Rồi nếu không có thì mình mới đi tìm những cái vị thế khác, ví dụ như đi làm SPO này, đi chạy pool như thầy này, rồi đi làm những cái dịch vụ, ví dụ như nếu mà mọi người có nhiều kiến thức á, thì có thể đi tư vấn cho nhiều người khác, hoặc không á, thì bây giờ mọi người có thể đi học Flutter. Trời ơi, bây giờ Quang nói thật, bây giờ nếu mà anh em nào mà đang có kinh nghiệm về lập trình đó, nên đi học Flutter, bởi vì cái giai đoạn đầu luôn luôn là giai đoạn rất là dễ. Nếu anh em trở thành những cái người mà gọi là rất là giỏi về Flutter thì sau này nó là một cái nghề, nó trở thành một cái nghề á, tại vì mình đi trước đón đầu thì cái cơ hội cho mình nó rất là nhiều, kể cả mình chưa giỏi là như vậy đó. Đấy thì dưới góc độ của anh thì anh thấy một vài cái như vậy. Còn anh Jimmy Lê có cái vị thế nào khác không? Vị thế thì nếu như ngoài Cardano ra thì mọi người muốn tham gia thị trường thì tất nhiên đầu tiên rồi đấy chính là đầu cơ crypto đấy, chúng ta lướt theo những cái con sóng đấy, biến mình thành những gọi là chiến thần long shot thôi đấy, mình có thể đầu cơ đấy, mua đi bán lại đấy, mình tham gia vào những cái đó. Hay là hoặc là mình có thể là tìm hiểu các cái kiến thức về lập trình về các cái thứ và mình đi qua những cái mà hệ sinh thái khác, các cái blockchain khác đấy, các blockchain khác hay các cái hệ sinh thái khác họ cũng có những cái quỹ phát triển cộng đồng đấy, tuy nhiên thì là họ thiên về về cái hướng kỹ thuật hơn, nên là nếu như mình có những cái mà kiến thức đó thì mình hoàn toàn có thể là đi theo những cái blockchain khác để mình có thể là kiếm được được tiền. Đấy, ở đây ấy, thì cái như bạn Quang chia chia sẻ thì nếu mà mình bám vào những cái quỹ phát triển cộng đồng như Catalyst thì hoàn toàn là cái rủi ro về 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 gọi là mất tiền nó sẽ được giảm đi rất thấp. Chúng ta chỉ việc là tìm hiểu kiến thức và mài giũa những cái kiến thức kinh nghiệm đó sao cho nó tốt và mình có thể là bắt đầu mình có thể kiếm được những cái lợi nhuận và những cái vị thế tốt mà chúng ta cần. Đấy. Chia sẻ với anh em là đợt vừa rồi là vì con team trong vòng 1 năm qua là mài cái Catalyst ra âm và mài hoài chưa hết, nói chung là cũng nhiều lắm anh em,
Nếu mà mọi người có thời gian mà mọi người đầu tư công sức vào đó, mọi người sẽ thấy là tiền không ít đâu. Và nói thật là trong cái giai đoạn mà downtrend như thế này á, làm việc với Catalyst là một cái rất là hay. Trước trước khi tìm nó giống như mọi người hay hỏi thầy Hùng là thầy ơi bây giờ mua có tiền thì mua coin nào, thầy luôn nói là các bạn ơi mài ADA ra ăn hết đi đã. Đấy thì anh em cũng thấy là ừ thì có cái ngoài cái Catalyst, mài cái Catalyst ra ăn trước đi đã. Nó nhiều lắm, làm PA, VPA rồi viết proposal rồi đồ. Anh em vì con team năm vừa qua cũng sống nhờ Catalyst không. Đấy nên là anh em cũng thấy là nó cũng là một cái vị thế. Còn lại thì đương nhiên đó, anh em muốn thấy được cái vị thế thì đầu tiên đó anh em phải hiểu mình là ai, tức là mình có cái khả năng gì, thì lúc đó mình mới tìm được cái vị thế nó phù hợp. Chứ nhiều khi mình cứ thấy là à ui thấy vì có team nó làm cái này hay quá, ui thấy ông kia làm cái kia hay quá, hay hay mình cũng nhào vào làm, nhưng mà cái năng lực của mình nó không không có là thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng không muốn làm, nhiều khi nó rất là khó. Ví dụ như có một vài người kêu là cứ hỏi là bây giờ nên làm gì, kêu đi học Plutus đi, nhưng mà em không học được, thế thế thì phải lại đi tìm cái khác. Đấy nên là mình phải hiểu mình trước, mình có năng lực gì thì mình nhào vào đây mình đi mài cái năng lực đó ra để kiếm tiền. Đó là cái giá trị vô hình đó, có cái giá trị vô hình là sẽ tìm ra được lợi nhuận hữu hình đó, có gì hết à. Rồi câu hỏi tiếp theo, theo anh những xu hướng tất yếu của thị trường sắp tới là những mảng nào của crypto? À, câu này cũng khá khoai đấy. Thôi Anh. để anh chơi cho câu hỏi này thì nó cũng 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 khá là rộng và thực ra là nó cũng khá khó trả trả lời. Thì cái xu hướng thì ở đây mình phải phân biệt nó có những xu hướng gì, xu hướng ngắn hạn, xu hướng trung hạn hay là xu hướng là dài hạn. Đấy. Về xu hướng dài hạn thì mọi người cũng 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 nếu như mà ai đó tìm hiểu thì cũng biết là những cái mà ứng dụng trong của cái blockchain mà theo đúng cái tư tưởng hay là những cái con đường mà những cái mà những nhà học thuật họ vẽ ra thì đấy là ứng dụng vào rất nhiều trong cuộc sống, ví dụ như là vận tải, logistics, y tế, rồi là tài chính, bảo hiểm, giáo dục hay là quản lý chính phủ, thì đấy là cái xu hướng trong trong dài hạn. Tiếp theo mình sẽ nói về cái xu hướng trong ngắn hạn. Cái xu hướng trong ngắn hạn thì theo cái ý kiến cá nhân của mình thì xuống ngắn hạn trong khoảng tầm 3 năm tới, 3 năm tới thì có lẽ là những cái dự án trong crypto sẽ phải giải quyết hai cái vấn đề mà họ đã và đang xử lý phải đến 4 5 năm nay chưa chưa xử lý xong được. Đấy là cái vấn đề về mở rộng, tăng tốc độ, giảm phí, và cái vấn đề thứ hai đấy chính là cái vấn đề về giải quyết cái vấn đề là các blockchain phải tương tác được với nhau, phải hay như có thể là mình tìm thấy cái thuật ngữ như cross-chain chẳng hạn, hay là interoperative chẳng hạn. Còn về cái việc là mở rộng theo cái đúng là giảm phí, tăng cái giao dịch thì mình có thể là tìm theo những cái thuật ngữ như là các cái dự án là layer 2, mình có thể tìm theo những cái đó. Thì đó là những cái mà xu hướng là trong trong ngắn hạn. Đấy, còn xu hướng trong cái trung hạn tầm từ 5 đến 10 năm thì nó sẽ là những cái dự án mà nó sẽ phát triển ở những cái nền tảng ở giữa, ví dụ như danh tính phi tập trung này, ví dụ như là cái về Oracle này, ví dụ như là những cái mà stable coin họ hỗ trợ hai cái lớp ở giữa, thì đấy là cái nhận định của Jimmy về cái đó. Thì mọi người có thể là tham khảo cái đó để tự đưa ra được những cái mà chiến lược, những cái cách thức đi của mình trong cái thị trường là sắp tới. Nếu mà Quang có cái ý Okay. kiến gì hơn thì Quang chia sẻ. Thực ra thì nếu mà quan trả quan với anh Jimmy Lê mà trả lời được đúng câu này, mình chắc chắn là cái mình làm đúng á, thì ngày mai quan với anh Jimmy Lê qua Dubai rồi. Qua Dubai ở rồi. Tại vì cái này nó là một câu hỏi ăn tiền mà mọi người. Sắp tới nếu mà nắm được cái xu hướng thì có thể trung hạn, ngắn hạn, dài hạn là ăn được tiền ngay. Đúng không? Nếu mà có ai đó trả lời được cho mọi người một câu hỏi chắc chắn này thì chắc chắn là người đó ở bên Dubai, không ở đây. Không phải đi chạy Grab kiếm tiền cho anh em mình. Nên là nhiều khi á, những cái tư vấn ở đây á, thì anh em cũng phải chọn lọc. Và đó cũng chỉ là những cái nhìn nhận về tương lai thôi. Tương lai thì nó chưa đến.
mà nhìn nhận về tương lai á, thì nó chỉ dựa vào tầm chủ quan của con người thôi, và những gì mà mình thấy được thôi. Thì cái mà xu hướng tất yếu của crypto á, thì mọi người đều thấy á, dù ông có làm gì đi chăng nữa thì hiện tại crypto nó vẫn chỉ đang là các game tài chính. Mọi người nhìn trên cái thị trường DeFi hiện tại á, hoặc NFT á, bản thể nó chẳng có cái gì liên kết với cái đời sống thật cả. Thì bản chất của nó hiện tại nó chỉ là đang là game tài chính thôi. Vậy thì tương lai của nó là gì? Nếu nó chỉ mãi là game tài chính thì chỉ có là những người đầu cơ họ mới vào đây. Còn á, tương lai mà nó gọi là để mà một cách dài hạn và cái blockchain này nó còn tồn tại được ở trên cái thế giới này á, thì nó phải có ứng dụng trong thực tế. Đấy, nó phải có ứng dụng trong thực tế. Và cái real file của Cardano hiện tại á, hoặc là cái Atala Prism hoặc là DID á, các cái mà đang chạy hiện tại, thì mọi người thấy là cái trend mà nó phải hướng tới người dùng, tức là những cái nào mà nó có thể ứng dụng được á trong cuộc sống á, thì quan nghĩ là sau này nó sẽ là một cái xu hướng tất yếu của tương lai, và bây giờ ai cũng muốn làm câu chuyện đó cả. Còn nếu mà nó chỉ thuần là game game tài chính á, thì nó mọi người cũng sẽ thấy nó như cái sóng vừa rồi á, hai ba sóng vừa rồi á, lên rồi nó xuống, lên rồi nó xuống, rồi cứ hưng phấn rồi lại chán nản, thì mãi nó chỉ thế thôi, thì nó không 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 không, không phát huy được tất cả những cái tiềm năng tuyệt vời của blockchain. Thì góc nhìn của Quang là nó như vậy. Của anh Long Hồ, câu hỏi này là hơi nhiều ý nha. Team có thể chia sẻ cách thức vận hành của việc có team, những lợi thuận lợi cũng như trở ngại trong suốt một năm qua để những bạn đang ấp ủ có thể tham khảo. Thêm một câu hỏi phụ, 6 nhân sự của việc có team thì có ai full time với lĩnh vực này không, và thu nhập có ổn định hơn công việc văn phòng không? Thì cái vế đầu tiên hình như là hồi nãy Quang với anh Jimmy Lê cũng chia sẻ là một năm vừa qua đã thuận lợi khó khăn gì rồi đấy, thì có thể là đã trả lời được cái phần nào. Để những bạn đang có ấp ủ tham khảo thì các bạn nên xem lại cái video này, hoặc có thể nhắn tin trực tiếp cho Quang hoặc là Jimmy Lê, hoặc nhắn ở trong cộng đồng thì mọi người sẽ hỗ trợ gọi là tương tác sâu hơn. Ví dụ như nếu mà muốn biết về kinh nghiệm hoặc là cách thức vận hành của nó như thế nào thì trong buổi này thì chắc không không nói hết được. Đấy, thì nếu mà cần đó thì có thể nhắn tin riêng nếu ai ai đang cần tham khảo. Câu hỏi thứ hai đó là 6 nhân sự vì có team có ai full time lĩnh vực này không, thì Quang trả lời nhanh luôn là không. Không có ai full time trong này cả, bởi vì làm gì làm vẫn phải chạy Grab nuôi vợ nuôi con. Đấy, con thì cần bỉm, con thì cần sữa, nhà thì cũng phải trả tiền thuê, nên là cũng khó để mà làm full time trong cái này. Và anh em cũng chỉ đang là nghiên cứu và có kiếm tiền được từ Catalyst cũng khá nhiều đấy, gọi là cộng thêm, nhưng vẫn phải chạy Grab các anh em đấy. Và thu nhập có ổn định hơn lương văn phòng, là câu trả lời là không. Nó phụ thuộc vào coi anh em có tài năng đến đâu, bởi vì đây là kêu gọi cộng đồng làm trong ca, chủ yếu vì con tim cái nguồn thu nhập hiện tại chính nó vẫn là làm trong Catalyst thôi. Thì anh em có năng lực thì anh em kiếm được nhiều, anh em bỏ nhiều thời gian, anh em làm nhiều thì kiếm được nhiều, ít thì không có. Đấy, làm giỏi thì có được, xin được phân thì được nhiều, thì đương nhiên nó làm sao mà nó ổn định bằng công việc văn phòng được. Đấy. Rồi cái câu câu này cho em trả lời nhanh thế nhá, cho đến các câu hỏi tiếp theo, chứ nhiều cầu lắm. Hiện tại phát triển đề app trên Cardano được chưa ạ? Nếu được thì cần gì để xây dựng được ạ? Ok anh Jimmy. Hiện tại thực ra thì không phải là hiện tại đâu, mà cách đây một năm này, khi mà cái Plutus mainnet rồi thì hoàn toàn mọi người có thể là tự phát triển được cái đề app của mình. Đề app là gì thì thực ra nếu như mọi người đừng 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 nghĩ nó quá là ghê gớm. Đề app thực ra nó, mọi người tưởng tượng nó là một cái trang web và nó có một cái ô để tích hợp cái ví vào, thế là đề app. Đơn giản thế thôi. Và để phát triển trên Cardano đấy thì như mình nói, mình đầu tiên là mình cần phải có một cái ý tưởng gì đó để mình xây dựng cái ứng dụng của mình, để mình có thể là ý tưởng kinh doanh đấy, cứ coi như một ý tưởng kinh doanh đi đấy, thì mình cần phải có ý tưởng, quan trọng nhất là ý tưởng. Cái thứ hai đấy, như mình nói là biết tích hợp cái ví vào. Cái thứ ba là mình cần biết được cái lập trình các cái smart contract một cách là đơn giản nhất, hoặc nếu như mà không biết thì hiện tại trong cái cộng đồng Cardano có rất nhiều team họ support về cái mảng này. Đấy. Thì thực ra nó đơn giản thế thôi, mình đừng nghĩ nó thành một cái gì nó quá là cao siêu, là sâu xa. Ví dụ như bạn đang sở hữu gọi là
một cái gọi cái kho bán quần áo đi. Đấy. Mình muốn nó được bán theo phi tập trung, được thông qua hình thức blockchain thì đơn giản mình tạo một cái trang web bán hàng và mình connect một cái ví vào đấy và mọi người mua bán và thanh toán thông qua cái hình thức ví, thế là để ăn. Đấy. Ok, thực ra thì để app thì mọi người thấy là có rồi mà. Câu này dễ mà, mọi người lên cardano.hub.io á, mọi người thấy cả ngàn để app cho nó mà. Cần gì để xây dựng thì con nói chỉ cần tiền. Anh em chỉ cần tiền nó quăng ra đấy là có người họ làm cho anh em. Nó vui thôi, nhưng mà đương nhiên thì nó sẽ cần kiến thức, nó cần nghiên cứu, nó cần đội ngũ phải các kiểu. Nói chung là cần nhiều. Mà cái quan trọng nhất nó vẫn là cần tiền. Có tiền là làm được hết. Đấy. Thuê phát là có người làm. Không tin anh em cứ thử quăng một cọc tiền vào trong mặt anh em, có tin xem. Em kiếm người làm cho coi. Ok. Rồi câu hỏi của bạn Hương Giang. Câu này hơi dài nhá. Em cũng mò mẫm tìm hiểu về blockchain nhưng vẫn chưa thấy tính thực tiễn của blockchain ngoài mô hình DeFi và khả năng thanh toán xuyên quốc gia. Metaverse cộng NFT, anh có thể chia sẻ tính thực tiễn của nó trong tương lai gần được không? Và hầu hết chính phủ các nước có vẻ khó chấp nhận được những mô hình thanh toán xuyên quốc gia. Và hiện nay Facebook, Google, Microsoft cũng đang âm thầm làm các ứng dụng thực tiễn của Metaverse, nhưng có vẻ không cần ứng dụng blockchain trên Meta. Liệu các công ty, ví dụ ISK, liệu có cạnh tranh nổi với các tập đoàn công nghệ về cả nguồn lực và đội ngũ nhân lực, về cả về tiềm lực tài chính hay không? Thì quan tóm gọn lại cái này nhá. Nó sẽ có ba ý. Một là bây giờ là blockchain chưa ứng dụng vào trong thực tế thì liệu trong tương lai gần nó có vào thực tiễn được hay không. Thứ hai là các chính phủ bây giờ họ không thích cái câu chuyện xuyên quốc gia thì cái blockchain nó có thể phát triển được không. Cái thứ ba, cái ý ý thứ ba là nó cũng bổ sung cho cái ý thứ hai là các cái công ty khác nó cũng đang làm về cái đó rồi thì sau này ISK có cạnh tranh được không. Đấy, gọi là như vậy. Thì anh Chim Lê, mình đi từng cái đi hả? Ok, chờ anh chút để anh đọc lại. Gì thì người ta tóm gọn cho nên còn phải đọc lại. Từ từ, lúc ấy đang không tập trung, bình tĩnh, bình tĩnh. À, cái đầu tiên của cái phần đầu tiên của bạn thì nó cũng là một trùng một cái ý mà Quang nói trên lúc nãy ấy. Thì đúng, thực tế hiện tại bây giờ thì ngoài cái mô hình DeFi và nó theo một dạng là game tài chính 35 ra thì nó không thấy được một cái gì. Nếu như mình nhìn ở một cái góc độ mà nó tiêu cực thì mình sẽ thấy nó không có một cái gì nó triển vọng cả. Còn nếu mà nhìn theo cái tích cực thì mình sẽ thấy nó là xa hơn, cao hơn rất nhiều. Còn về cái khả năng thanh toán xuyên quốc gia thì nó cũng sẽ rất là khó được chấp nhận bởi các cái chính phủ, có thể là trong 10 năm tới, 20 năm tới nó sẽ rất là khó. Về cái đó, về cái Metaverse và cái NFT thì cái tính thực tiễn thì lúc ấy Quang cũng có chia sẻ rồi. Những cái công ty như Facebook, Google hay Microsoft thì họ đang âm thầm, họ cũng không âm thầm đâu, họ tuyên bố họ làm, mà họ làm cái Metaverse. Và đúng, chính xác là những cái Metaverse ấy nó cũng không cần phải ứng dụng blockchain cũng được, chả sao cả. Đấy, nó là một cái, có thể là một ứng dụng tập trung cũng được, thì nó thêm cái yếu tố blockchain vào thì nó có thể nó tạo ra được cái sự minh bạch và cái phí mà qua đó thì nó rẻ hơn. Cho nên ấy, là cái việc mà liệu ví dụ như câu hỏi của bạn là ISK có liệu có cạnh tranh được hay không, thì thực ra là cái hai cái hướng đi của hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như ISK là hay là Cardano thì là xây dựng về những cái về nền tảng về blockchain, còn những cái mà Metaverse như Facebook, Google hay Microsoft họ làm, hay là nhiều các đơn vị lớn họ đang làm, thì là họ phát triển những cái gọi là ứng dụng phi tập trung để giao tiếp với cái người dùng, chứ họ không phát triển về cái nền tảng blockchain như Cardano. Cho nên là để so sánh cái này thì nó cũng rất là mang tính là tương đối, và mình cũng không thấy được cái tính cạnh tranh gì gì ở đây. Và đến bây giờ thì là mọi thứ là vẫn có thể song song tồn tại được 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 với nhau. Microsoft chính là chuyên Microsoft Lab, là chuyên đi phát triển các cái private blockchain đấy, mọi người ạ, chứ không phải là họ họ, họ không làm đâu.
đấy, chứ không phải là như Bill Gates thi thoảng hay lên nói là tôi bài trừ crypto hay cái gì đâu. Microsoft là họ họ lab là họ họ đi nghiên cứu blockchain và họ bán những công nghệ blockchain cho những cái đơn vị khác đấy, và thực sự là vẫn tồn tại song song mà mọi thứ đều có cái ý nghĩa của nó. Thì chúng ta không nên là quá run sợ với những cái thông tin mà ngoài thị trường mà nó không dựa vào những cái mà học thuật hay là những cái kiến thức cơ bản. Về cái NFT với Metaverse á, thì như anh nói với anh là anh Linh cũng có nói là trong tương lai nó là tương lai, nên là có thể là nó cần cái sự phối hợp. Không, mọi người cứ nghĩ là blockchain sinh ra là để chống đối chính phủ, không phải đâu nha. Còn dưới góc độ của Quang thì Quang thấy nó là một cái hỗ trợ chính phủ rất đắc lực đấy. Nếu mà mình cứ nhìn dưới góc độ là chính phủ là muốn kiểm soát blockchain thì muốn phi tập trung, rồi cuối cùng mình gắn gắn ghét là blockchain nó là một cái thứ mà nó sẽ chống đối là chính phủ, không có đâu. Chính phủ nó vẫn sống, kể cả blockchain nó có phát phát triển đi chăng nữa, và chính phủ vẫn phát triển thì blockchain nó vẫn phát triển theo đúng cái xu 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 thế của nó vẫn sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà các chính phủ vẫn đang gặp phải nhá. Chính phủ không phải là họ họ muốn toàn quyền và tất cả các cái vấn đề của họ đều được giải quyết đâu. Và đa phần mọi người nhìn ở dưới góc độ là tại sao các cái thông tin của SEC rồi đồ của chính phủ Mỹ rồi đồ họ ngăn cấm cái đó, là tại vì cái quyền lực của họ về cái đồng đô la rồi các thứ. Nếu mà mọi người xem nhiều về các cái cuốn sách về kinh tế, mọi người sẽ thấy là cái việc mà ảnh hưởng của đồng đô la tới các cái nền kinh tế khác nó cũng rất là lớn. Ví dụ như Fed vừa rồi tăng lãi suất mà cả thế giới nó hắt hơi sợ mũi vì cái động thái kinh tế đó, thì mọi người có thể thấy là các quốc gia khác họ cũng không happy với cái việc là một thằng nó có thể gây ảnh hưởng đến quốc gia của mình đâu. Nên là cái câu chuyện mà xuyên quốc gia thì mình không 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 thể định đoán, mình không thể biết trước được là liệu nó có thành công trong tương lai hay không. Nhưng mà cái câu chuyện đó mọi người thấy là ok, đi cái con đường rất là hay, đó chính là đi vào các cái quốc gia châu Phi á. Đó là những cái quốc gia mà cái hệ thống tài chính của họ nó không có ổn, và họ họ có rất là nhiều những cái người đang bị unbanking, tức là không có được tiếp cận với các cái sản phẩm về 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 ngân hàng, về tài chính. Thì ok, mang giải pháp đến cho họ ấy, chứ không không hề gọi là chúng tôi sẽ mang một cái giải pháp mà bỏ đi cái tầm quan trọng của chính phủ, không phải. Chúng tôi sẽ mang một cái giải pháp mà phục vụ cho chính quốc gia của ông. Các ông đang gặp vấn đề gì về giao dịch, về các kiểu, thì blockchain đây chúng tôi sẽ có những cái giải pháp ABCZ để giải quyết những cái vấn đề đó đó. Nên là mình nên nhìn theo cái góc độ gọi là cái sự phối hợp nhiều hơn là sự gọi là xung đột về lợi ích. Có thể nó sẽ hay hơn. Đó là về cái việc thanh toán xuyên quốc gia. Và còn về cái metaverse á, thì mọi người bị nhầm, cái metaverse. Nó dẫn đến việc là mọi người cứ gắn metaverse với blockchain, cũng phải. Metaverse á, nó là một cái thứ mà nó gồm rất rất nhiều những thành phần, và blockchain là một trong những thành phần ở trong đó. Thì blockchain, cái nhiệm vụ của blockchain ở trong metaverse nó là cái gì? Nó là một cái tạo nên cái nền kinh tế ở trong cái metaverse đó. Đấy, trong cái thế giới ảo đó thì blockchain nó tạo nên cái nền kinh tế ở trong đó. Nó tạo nên cái yếu tố finance ở trong cái thế giới đó. Nên cái việc mà Meta bên Facebook hoặc là Google họ làm á, về metaverse á, họ chỉ làm về cái phần hạ tầng thôi, những cái phần mà tương tác rồi 3D VR AR thôi. Còn blockchain nó vẫn có cái vị thế của nó là giải quyết về về phần economy. Đấy là phần kinh tế ở trong cái thế giới đó, tại vì metaverse nó gọi là một cái vũ trụ. Thì trong cái vũ trụ đó nó phải có những cái giao dịch, nó phải có thanh toán, nó phải có tương tác với nhau. Thì blockchain nó nằm ở cái vị trí đó thôi. Chứ mọi người đừng có nhầm lẫn là blockchain là metaverse và metaverse là blockchain, nha, không có. Đấy, nó là như vậy. Và metaverse nó còn rất là nhiều thứ nữa, và cái định hình của metaverse thì cái gì nó cũng vậy, trong giai đoạn đầu nó rất là khó clear về cái câu chuyện đó. Nên là anh em cứ chờ đợi xem tương lai nó như thế nào. Thì hiện tại thì chưa chưa có cái gì nó ra cái gì quan quan chưa thấy cái dự án nào metaverse mà nó ra đúng chuẩn metaverse cả. Về web 3, cái câu hỏi tiếp theo của bạn Minh cũng vậy, web 3 nó cũng vậy, blockchain nó cũng chỉ là một phần của web 3 thôi. Đấy, web 3 thì nó có cái phần gọi là lưu trữ phi tập trung này, nó có phần tính toán phi tập trung này, nó có phần gọi là về về nền tảng về economy nữa. Và cái nói ít về web 3 thì đơn giản mọi người có thể hiểu là web 3 nó
Nó là một cái nó không có tập trung vào trong cái quyền lực của các cái tổ chức hiện tại. Ví dụ như Web 1 thì ngày xưa mọi người biết nó là cái trang tĩnh, tức là mọi người chỉ có list nó lên cho đó, viết lên là cái gì cho đó thì nó sẽ hiển thị cho đó, mà mình không thể comment, mình không thể tương tác, mình không thể làm được cái gì hết. Đấy, thì đó Web 1. Web 2 á, nó là như Facebook và Zalo rồi YouTube bây giờ á. Tức là khi mà mọi người có thể tự tạo content của mình trên đó, mọi người có thể tương tác content với nhau, rồi các cái Facebook và Google nó có thể list quảng cáo lên cho mọi người. Đấy, thì cái vấn đề của Web 2 và Web 1 đó là có một người họ giữ hết toàn bộ các cái dữ liệu của các bạn để họ 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 họ, họ tìm kiếm lợi ích từ cái data đó. Thì bây giờ Web 3 nó là đưa ra phi tập trung, tức là tất cả những cái lưu trữ dữ liệu thông tin của bạn là nó thuộc về các bạn, nó lưu ở trên không gian phi tập trung đấy, và không không ai có thể nhét cái quảng cáo vào trong Facebook của bạn nữa nếu bạn không muốn đấy. Nhưng bây giờ các bạn có không muốn là Facebook nó vẫn nhét được quảng cáo vậy, nhưng mà sau này Web3 lại không có cái câu chuyện đó, các bạn có thể bán được cái dữ liệu cá nhân của mình đi luôn. Thì nói sơ bộ là như vậy, chứ còn để mà làm một buổi với Web3 thì chắc nhiều lắm đấy, có thể nói nhanh là như vậy ha. Câu hỏi về Web3, câu hỏi tiếp theo, ngoài ADA thì nhóm có đầu tư crypto nào nữa không ạ? Thì chắc chỉ có tiến sĩ Jimmy Lê mới đầu tư nhiều này. Sao không? Nếu mà để gọi là nhóm đầu tư thì không, nhóm mình ngoài À đúng rồi, nếu cái nhóm thì không, còn cá nhân thì không biết được. Anh em ở đây cũng không chia sẻ đâu. nhóm ngoài cái việc là mọi người tìm hiểu kiến thức, tìm hiểu dự án, sau đó là chia sẻ những cái dự án có thể là tốt gì cho nhau, nhưng mà luôn luôn có một câu là ông làm gì đấy là việc của ông, tôi chỉ đưa ra thôi, ông đi đường của ông, chúng tôi không quan tâm. Nghĩa là nhóm không có cái việc là cùng đầu tư chung đấy, còn từng cá nhân thì tất nhiên là cũng cũng không 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 quan tâm và không hỏi đâu đấy. Thực sự ví dụ Cái này như nó cũng hơi 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 tế nhị á mọi người. Những cái hơi này anh em ít hỏi nhau lắm. Mình chỉ trao đổi thông tin với nhau. Hôm nay là anh em trao đổi là thông tin là nay có cái coin này, coin kia, nó có cái nền tảng này, nền tảng kia, nó có kiến thức này, kiến thức kia, đó chia sẻ cho nhau vậy thôi. Và rồi anh em nghe, ngồi họp trong con tim, ngồi nghe với nhau, ngồi phản biện với nhau, rồi tự ra quyết định. Em mua cái gì thì mình cũng không biết. Đấy. À, nhóm nhóm thì chắc chắn là sẽ không không có đầu tư crypto. Nào nữa ha, tại vì khó lắm mọi người, mà đầu tư cá nhân đã ra quyết định đã khó rồi, bây giờ còn ra chơi nhóm nữa thì rồi sao mà ra quyết định được, mua thế nào bán thế nào, tiền ai bỏ vô bao nhiêu phần trăm, khó lắm. Rồi Chad Hockenson có chia sẻ ngôn ngữ Plutus sẽ giúp cho những lập trình viên chưa từng biết đến blockchain tiếp cận lĩnh vực này, chiến lược đại dương xanh, các anh nhận định thế nào về điều này? Chưa từng biết đến blockchain tiếp cận lĩnh vực này hả? Chưa hiểu rõ lắm, nhưng mà theo ý hiểu qua là cái lập trình viên chưa từng biết, tại vì cái này Plutus nó là ngôn ngữ lập trình các bạn, nó mọi người phải học từ Haskell, nên là nó cũng không hẳn là mọi người học Plutus để biết đến blockchain nữa, tại vì mọi người học Plutus là mọi người sẽ code được smart contract ở trên blockchain thôi. Đấy, nó là lập trình chứ các bạn, còn về cái biết đến blockchain tiếp cận lĩnh vực này hả? Chưa chưa hiểu lắm anh em về nha. cái này thì chắc nếu như anh Vũ Trung Kiên có thể chia sẻ cho nhóm cái video clip mà Jack Hockinson nói đến, thì để nhóm có thể là nghiên cứu và có cái câu trả lời là chính xác hơn. Thì thực ra thì theo như em nghĩ thì cũng có thể là cái định hướng của họ sau này sẽ phát triển cái Plutus nó giống như cái Malo, là cũng không cần phải biết là lập trình đâu, chỉ vào là kéo thả là có thể là tự lập trình những cái đề án theo đúng cái ý của mình rồi, thì cũng có thể là định hướng của họ sẽ như vậy. Nên thì cũng 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 xin anh chia sẻ À, cái kết quả. thì nếu nói là Plutus thì nó để lập trình smart contract thì có thể là thông qua cái đó thì mọi người đi vào làm việc với blockchain cũng đúng, và đương nhiên như Quang nói cái gì giai đoạn đầu nó cũng dễ lắm anh em, thật cái gì giai đoạn đầu nó cũng rất là xanh lè luôn,
ít người, rồi khi mà anh em có mọi người có cái năng lực đó, mọi người show lên rồi quá, nói thật bây giờ chẳng hạn như có ai trong này đi học về Plutus, học giỏi về Haskell, raise cái tay lên thôi đấy, kêu là tôi có khả năng làm cái này ABC gì Z, là một đống người sẽ vào kiếm mọi người để làm, bởi vì bây giờ thiếu người lắm. Anh thấy là trên cộng đồng bây giờ họ họ chạy các cái dự án Catalyst á, họ tìm dev là cũng gọi là căng lắm luôn, tại vì cái Haskell và cái Plutus nó hơi hiếm, nên là biết đâu mình kiểu gà mờ thôi mà mình vẫn 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 làm ngon được đấy. Rồi tiếp tiếp theo cái câu hỏi cũng về lập trình ha. Mình nghe qua nói Quang có dịch sách hoặc viết sách về Haskell cho cộng đồng Cardano Việt Nam phải không? Giờ mọi người có thể đọc sách của Quang chưa? Phần 8 thì Quang có làm một cái cuốn sách về Real World Haskell á, thì mọi người có thể tải được. Thì nếu mà mọi người cần thì xíu Quang sẽ đưa cái link đó để cho mọi người tải về. Thì nhưng mà cái cuốn sách đó nó là những cái ứng dụng thực tế á, mọi người, nó hơi khó. Cái đó là cái phần 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 8 đó, Quang xin là nó cái cuốn sách nó về advanced, nó cũng nâng cao, kiến thức cũng nâng cao nên nó hơi khó. Nên là có thể là những anh em mà chưa quen với Haskell á, thì sẽ rất là khó đọc. Nhưng mà trong phần 9 này á, thì Quang có xin cuốn sách là Learn You Haskell for Great Good á. Thì cái cuốn đó là cuốn dành cho beginner, đọc dễ hiểu lắm. Kể cả anh em không biết gì về lập trình, anh em đọc nó vẫn hiểu. Nhưng mà nói chung anh em ráng đợi 1 đến 2 tháng nữa, tại đang trong giai đoạn dịch ha. Và trả KPI cho Catalyst thì chắc 1 đến 2 tháng nữa là sẽ có. Có người cho anh trả lời một câu hỏi mà có bạn Hương Giang là hỏi riêng riêng anh về lúc đấy mà Quang nói về cái trang web mà nó thống kê cái để app của Ok trên Cardano ấy. Thôi để anh xem, để anh xem này tiện thể quảng cáo thì anh. cái qua trang mà của Quang nói nó là cái trang Cardano Q hoặc là mọi người có thể thấy trên màn hình đâu nhỉ, share Chưa trên chưa chưa share screen ở đây, share screen đi. okay, mọi người nhìn thấy ở đây thì ví dụ đây là cái dự án của VietcoTeam làm về liệt kê thống kê những cái mà dự án đề áp thì ví dụ ở đây mọi người có thể thấy search trên Cardano hiện tại là trên thống kê của VietcoTeam là những cái dự án gọi là nổi tiếng hay là được nhiều người biết đến, nó đã rơi vào đây là ví dụ một trang là 10 dự án thì nó đã là 140 cái dự án rồi, và nó còn nhiều nữa ở trên trang Cardano Q, nó còn nhiều nữa, nó cũng rơi vào tầm 3 đến 400 dự án. Hay là mọi người có thể là nếu như vào trong Catalyst ấy, thì mỗi mỗi một cái đợt fund ấy, thì có đến hàng trăm những cái dự án người ta làm về cái đề app, thì nghĩa chứng tỏ là rất 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 nhiều đề app. Còn trên cái trang mà như bạn tra trên đề app radar ấy, thì họ chỉ thống kê về những cái dự án mà để free hay một cái gì đó. Và cái thứ hai nữa là mình cũng vào trang đề app radar thì mình thấy thực sự là trang này họ cũng không thích cái Cardano lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, để mình nói lại với mọi người về cái việc là mọi người có thể hơi hiểu nhầm về cái đề app một chút. Giống như mình nói lúc nãy ấy, thì đề app ấy, thực ra ấy, nó rất đơn giản, đấy chính là một cái ứng dụng phi tập trung. Mình chỉ cần tích hợp ví của mình vào và cái thanh toán qua cái ví, thanh toán qua cái blockchain, thanh toán theo hình thức phi tập trung, đấy chính là một đề app rồi. Mình lấy ví dụ như cái trang vi có chất lượng của mình chẳng hạn, ở trên này là chuyên về thống kê đánh giá các cái chất lượng dự án, thì ví dụ ở đây trong trang web của mình ấy, nó chỉ cần tích hợp cái phần ví này đấy, sau này mình triển khai một cái dịch vụ là chúng tôi làm cái dịch vụ là đánh giá các cái chất lượng các cái dự án crypto, và ai đó có thể là đặt một cái dịch vụ và thanh toán cái dịch vụ này và connect qua một cái ví này và trả cái phí cho cái nền tảng VCoincheck này họ đánh giá. Đấy thì như thế cái VCoincheck này chính là một đề app rồi. Đấy, chứ không phải là mình cứ đi lên báo chí thị trường người ta nói là phải cái dự án là sàn giao dịch phi tập trung này, dự án Metaverse này, dự án NFT này thì nó mới là đề app. Không phải đâu các bạn, mọi người ạ. Đề app đơn giản nó chỉ là một cái ứng dụng phi tập trung. Đấy, và như mình nói lúc nãy rồi. Mọi người có thể thấy đơn giản nó chính là một cái website và nó tích hợp ở cái ví này thế thôi, nó không có cái gì nó quá là phức tạp cả. Mà có thể nói là hiện tại thì nó có hàng nghìn các cái theo như chắc có khi Sơn nói thì đúng là nó cũng hơi có một tí gọi là thập sưng một chút, là hàng nghìn đấy thì nghe nó ghê quá, nhưng mà nó cũng phải đến là hàng trăm
hàng trăm các cái đề án. Cái này là khẳng định luôn. Chứ chứ không Rồi. phải là như bạn tìm trên cái đề app radar nó thống kê có mười mấy cái, 20 cái thì không phải không chính xác đâu. Câu hỏi tiếp theo nhé. Vào tháng 8 năm 2022, trên cross-chain của Cardano bị hack Nomad Bridge thông qua Micromedia. Đến hiện tại bây giờ các sàn giao dịch trên Micromedia vẫn chưa mở lại cầu Nomad đó. Hai anh em nhận định gì về vụ hack này? Thực ra cái Cardano không bị hack nha anh em, nó chỉ bị hack cái cầu thôi. Còn về cái thông tin về Cardano bị hack thì mình chưa nghe. Chị Lê, tiến sĩ Chị Lê sẽ chia sẻ sâu hơn về cái này cho anh em. Rồi, Nói chung ok. về Micromedia là tiến sĩ Chị Lê ghét lắm, ghét mấy tụi DC Park này lắm. Đúng Tại nó rồi. viết Không, viết không, dự không, án không hơi bị phải bố láo nhưng mà không phải lúc nào cũng được phân. chỉ lê đâu, cộng đồng anh em tôi cũng sợ cay lắm. Về cái vụ Nomad này thì nhóm mình sau khi mà nó xảy ra cái vụ mà mình hay gọi vui là gãy cầu này thì cũng có đi tìm hiểu, thì cái Nomad này thì họ chạy cái cầu xuyên chuỗi theo cái công nghệ đấy là optimism rollup, và để đẩy nhanh cái tốc độ của họ thì họ đã chơi một cái bài toán nó rất là rủi ro, đấy là họ cắt đi rất nhiều những cái mà những cái người mà kiểm soát, những cái người kiểm dịch cái tính trung thực của những cái xa giao dịch ở trên cái mà cái cầu của họ. Đấy, cho nên vì vậy là họ mới bị dính cái vấn đề là bị hack hack đó. Và hiện tại thì cái lý do tại sao mà cái cầu nó chưa mở thì mình cũng không biết, nhưng thực sự là cái Nomad Bridge này họ chơi một cái game nó rất là rủi ro. Và điều này ấy, thì cái lỗi hoàn toàn là nó thuộc về cái Nomad Bridge này. Đấy. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cầu mà chuyển tài sản từ bên Ethereum đến qua Cardano và thông qua cái sidechain Micromeda. Nhưng mà nó cũng chỉ là một cầu trong nhiều cái cầu mà Micromeda họ họ thực hiện cái việc là chuyển giao tài sản qua đó thôi. Nên là cái này thực sự nó không ảnh hưởng gì đến 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 Cardano cả. Có chăng thì là nó ảnh hưởng đến những cái anh em mà đã chót mua những cái mà chót mua hoặc là sở hữu những cái token mà họ thực hiện cái việc là chuyển tài sản từ token ERC20 sang cái native token của Cardano, thì đấy là những anh em sẽ phải chịu cái rủi ro, thì đấy cũng là một cái điều đáng tiếc. Rồi tiếp thật ra cái cầu Nomad này thì quan cũng không có nghiên cứu nhiều về nó thì quan cũng không không có nhiều thông tin, nhưng mà nói chung là lời khuyên cho anh em là phải thật cẩn thận, cái gì cũng có cũng 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 có dự án dip dự án đát, nên là tiền thì cái gì cái giữ được là bình an nhất. Thế nhiều khi mình cứ thấy những cái mà cái ROI 10%, 15%, sau đó mình không định đoán được những cái rủi ro, thì nhiều khi mình lại vì tham bát bỏ mâm mình lại lại bỏ đi cái số tiền của mình, thì nó không 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 nên. Nói chung là cũng nên dành thời gian nghiên cứu nhiều để ra được những cái quyết định của mình. Sau này quảng cáo trên Web3 sẽ như thế nào ạ? À, thực ra là bây giờ cái đó nó cũng chỉ đang nằm ở trên những cái concept thôi, proof of concept thôi mà. Cái web 3 hiện tại thì chưa chưa có cái web 3 nào thực sự nó được triển khai cả. Quảng cáo trên web 3 nó giống như kiểu là ngày bây giờ anh em đi quảng cáo trên Facebook đi chẳng hạn, thì anh em sẽ bỏ tiền cho Facebook đúng không? Sẽ trả tiền cho Facebook để họ đăng cái quảng cáo của mình lên cho người dùng dựa trên những cái nhân khẩu học của người dùng. Đấy. Nhưng mà sau này thì không không có cái câu chuyện mà Facebook nó ăn được ở giữa như vậy đâu, mà bạn sẽ là người trả tiền cho người dùng, bạn sẽ nói chuyện với người dùng là ê, tôi hiển thị quảng cáo lên cho bạn xem quảng cáo được không, tôi sẽ trả tiền cho bạn nè. Đấy, tức là sau này anh em xem quảng cáo là vẫn có tiền nhá, nhưng mà nó vẫn chỉ đang nằm ở trên proof of concept thôi, còn không biết là sau này nó có triển khai được hay không. Tại vì bây giờ hiện tại nó cũng có một vài những cái dự án họ họ cũng tuyên bố là họ cũng làm cái câu chuyện giống web 3 như vậy đó, cũng cũng cái concept đó, nhưng mà quan thấy nó chưa có ra ra đúng của nó, nên là để xem trong thời gian sắp tới xem có cái dự án nào nó có thể làm được cái đó hay không.
Đấy. Anh Linh có thấy dự án nào nó có tiềm năng về Web3 chưa? Tiềm năng Web3 nhưng mà làm về về cái gì chứ chứ còn Đúng rồi, Web3 cái gì đó. Web3 nó còn mà có gộp cả cái tất cả các cái blockchain hiện tại chưa chắc đã làm được cả. Nhiều thứ Nó rất là nên nhiều thứ. là nó nằm ở trong proof of concept thôi, nên là vẫn cứ theo dõi thôi. Mọi người phải 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 hiểu được bản chất toàn bộ Web3 là gì nhá thì mọi người mới biết được là cái hướng đi và các cái dự án nó như làm sao để mình phân biệt đấy. Nói chung nó cũng là một chuyên đề lớn đó, chứ 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 không phải đơn giản mà mình ngồi mình nói chuyện với nhau là 2 đến 5 phút mà nó ra được hết đâu. Đấy, để hiểu nó là cũng phải cả một vấn đề, nên là đâu đó thì những cái chuyên đề sau có thể tìm dành thời gian nghiên cứu thì cũng có thể chia sẻ được cho anh em ha. Bạn Minh, hiện tại mua crypto thông qua các sàn tập trung, liệu sau này có cách gì để mua trực tiếp từ phi tập trung được không ạ? À? Ủa bây giờ các bạn vẫn mua được phi tập trung mà, mua ở trên các cái sàn DEX ấy, đúng không? Chứ đâu 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 cần phải cứ Binance đâu, các bạn vẫn có thể lên được các cái sàn DEX để mua mà, mua bằng Đúng rồi. BUSD này rồi các Mua kiểu phi này. tập trung, mua phi tập trung thì nó có hai hình thức. Mình có thể là mua thông qua các cái dàn giao dịch phi tập trung. Cái thứ hai là mình mua theo cái kiểu là giao dịch OTC đấy, mua trực tiếp P2P, mua ở chợ đen Nhưng mà từ các ví chuyển cho nhau. là bây giờ đã phi tập trung rồi mà, mua ở sàn DEX giờ đâu là cũng là phi tập trung mà, đâu có ai quản lý cái đó đâu. Các bạn mua từ từ liquidity pool đấy. Các dự án bây giờ, dự án nào cái đồng token của nó cũng ạt vào trong cái liquidity pool để cho anh em mua hết. Tại vì đa phần đó mọi người thấy đó, ít dự án nó lên được sàn sách lắm, sàn 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 tập trung lắm. Nên là những cái dự án mà kiểu low cap thấp thấp rồi nó đâu 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 nó không có nổi tiếng á, thì mọi người toàn mua ở trên liquidity pool của nó mà, trên sàn PancakeSwap rồi đó, Uniswap đấy. Rồi câu hỏi tiếp theo, xin bổ sung câu hỏi của mình ở trên của anh Vũ Trung Kiên. Chad Hawkinson có chia sẻ Web 2 phát triển được trên toàn cầu nhờ ngôn ngữ JavaScript tương tự blockchain, sẽ phát triển trên qua toàn cầu nhờ Plutus. Nói chung cái này cũng tự sướng phết. Anh, cái này nhận định của tụi em là nhiều khi sơn nổ, tụi em hay gọi là sơn nổ, là cho khách kênh sơn rồi cũng hay nổ lắm. Nhiều khi ông cứ tuyên bố là Plutus rồi, nhưng mà đương nhiên rồi, khi mà người ta đẻ ra một cái gì đó, ví dụ như anh em ở đây đi, mà chẳng hạn như nói đơn giản thì ngày mai Quang với anh Jimmy Lê ra được một cái ngôn ngữ lập trình và là Quang Lê đi chẳng hạn, lập trình Quang Lê đi chẳng hạn, cái Quang kêu là sau này thế giới là phải sử dụng cái lập trình này thì nó mới là chân lý chẳng hạn như vậy, thì khi mà ai đó sản sinh ra một cái gì đó thì dưới góc nhìn của họ thì cái đó nó vẫn là tốt nhất, tại vì mình làm ra mà mình cũng muốn là nó như vậy. Nên là nhiều khi mình nghe những cái câu nói của người khác á, thì mình phải xác định coi họ là ai, họ đang nói về cái gì đấy, họ họ có bị gọi là bị chủ quan hóa theo góc nhìn của họ hay không đấy. Thì theo quan quan thấy là nếu mà Chad Hawkinson có nói câu này thì cũng hơi nổ thật. Còn anh Chimile nhận định thế nào? Anh thấy là cũng nổ thật đấy chứ. Em xin thưa mọi người thì em cũng không gọi là, mặc dù thì công nhận là Jack Hawkinson tính về tuổi đời thì nhỏ tuổi hơn mình thật, nhưng mà anh ấy cũng là một cái người tài, một cái người rất giỏi, một người mà có những cái suy nghĩ mà nó có thể thay đổi cái thế giới blockchain. Nhưng mà tuy nhiên thì người tài thì đôi khi là họ cũng có tật đấy, thì cái ở đây thì mình cũng có thể thấy được cái một cái tật, nó cũng nếu như chúng ta là những người yêu quý Cano thì mình thấy cái tật này nó cũng rất là đáng yêu. Đây là anh là rất là máu chiến đấy, bất kỳ ông nào nói trái ý phát là táng lại ngay, là chiến lại ngay, kể cả mấy ông bạn táng lại ngay. Mà thi thoảng hay là ví dụ như là cô cháu Vitalik chả nói gì nhưng mà chắc có cái sừng ngứa tay lên cái ta lại khịa một tí cho nó vui thì cũng có thể cái này nó
hơi 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 có một chút gì đấy hơi phiêu một chút từ từ Trác Hoắc Kỳ Sơn, hoặc là có thể là ở cái tầm mà cái vĩ nhân, à cũng không 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 nói tầm vĩ nhân, những cái người mà có thể coi là tầm thiên tài đi, người ta nghĩ nó cao xa hơn mình thì chắc là mình cũng không không biết được, chúng ta cứ chờ trong tương lai xem thế nào thôi, cũng có thể hoặc là cũng là không có thể xảy ra. Thì thực ra đến hiện đến bây giờ thì nếu như có tồn tại Cardano hay không có tồn tại Cardano thì chắc chắn blockchain nó vẫn sẽ phát triển, cái đấy là khẳng định. Nhiều khi dưới dưới nếu mà mọi người đã từng biết về cái bộ đánh giá tiêu chí của các cái con team hay là của thầy á, thì nhìn vào cái góc độ mà gọi là cái người đứng đầu của một cái tổ chức mà như Charles Hawkinson mà chỉ có nhìn trên Twitter thôi nhá, là phải đánh giá thấp thằng này. Rồi, ví dụ vậy, tức là người ta có sẽ có những cái đánh giá khi mà đó là lý do tại sao mà nhiều khi Cardano bị các cái, nhiều khi mình cũng đặt câu hỏi là ủa tại sao Cardano nó làm ra kết quả rồi các thứ mà sao nhiều nhiều khi nhiều 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 lúc bị ghét như vậy, thì lắm lúc ra là George Hawkinson này cũng cũng nghĩ gì cũng nói đó, hơi 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 thẳng tính một chút đấy, nên là thanh niên cũng cũng rất là thẳng thắn, nên là lắm lúc là trên Twitter rồi đồ nó cũng gây ra cũng nhiều war lắm, là cũng 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 mình nhìn dưới góc độ, nhưng mà nha, nếu mà nhìn dưới cái góc độ đó mà trong cái giai đoạn mà nó như thế này á, thì mọi người sẽ thấy là một cái đồng token mà bị ghét á, lắm lúc nó sẽ bị over, nó sẽ bị underrate, tức là nó bị đánh giá thấp á, thì mọi người sẽ thấy là cái công thức là giá giá cả bằng giá trị cộng cảm xúc, mà tức là cảm xúc mà ghét á, tức là nó sẽ không còn cộng nữa mà nó trừ, tức là cái giá 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 cả của nó sẽ thấp hơn giá trị, thấp hơn giá trị thì ấy, thế nó lại ngon lại hay. Lại nhiều khi anh em trong việc con team đang trong giai đoạn gọi là nghiên cứu rồi, cũng mong là Charles Hawkinson lên khịa khịa nhiều nhiều và lên chửi nhiều nhiều và cho chúng nó ghét nhiều nhiều và giá nó dìm xuống thì anh em còn mua thêm được. Như vậy nhiều anh em cầu thế mà trong cộng đồng phim mà chưa, quan nói thật là chưa có cái cộng đồng nào mà cầu giá nó xuống như cái cộng đồng phim mi luôn. Anh em nào cũng cầu giá xuống để mua vào thôi. Vậy thì cầu dễ nhất cứ cầu cho Charles Hawkinson chửi động nhiều à, là nó ghét là kiểu gì nó cũng bị underrated. Đấy thì mình lại mua được giá tốt, chẳng hạn như vậy. Cái này không 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 khuyến khích anh em nhá. Không không phải là cứ kêu là bữa nay vì con team nó khuyến khích là anh em mua vào trong giá này, không phải nhá. Quyết định là anh em cứ quyết định. Đây là chỉ nhận định cá nhân thôi. Quang ơi, ở trên Facebook có bạn là Nguyễn Việt Dũng có đặt đặt câu hỏi là nói về ADA đi anh, ADA sao thảm vậy, không lên nổi vậy anh. Ok, nếu mà không lên nổi thì chắc là bạn đề cập đến việc giá. À vậy thì ok, vậy thì bạn có thể là cho mình biết là trong cái thời điểm hiện tại trong năm 2022 này có con nào là không thảm. À, có cái nào là không thảm, là không lên lên nổi. À, còn nếu mà muốn nói sâu hơn thì trong cái buổi AMA này đấy có AMA nhé, không đọc AMA nhé. AMA đấy có Professor Pam và Dr. Dam đấy. Bây giờ bạn muốn nghe ông Pam hay là ông Dam đấy? Nếu mà bạn muốn nghe ông Pam thì mình là ông Pam rồi. Ông Pam thì nếu mà ADA không thể lên nổi thì ok bạn cứ yên tâm đi. Tại ADA đang phát triển, Cardano đang phát triển rất là tốt. Đấy, nếu mà tính về giá thì cũng chia không chia cho nhiều lắm. Nếu mà so với các cái top coin đấy, đang vẫn cứ update hệ thống thường xuyên các cái số lượng mà những cái mà đồng ADA mà stake giữ hold lại trong hệ thống nó vẫn rơi vào tầm trên 75%, thậm chí là có lúc là 80%. Đấy, trong đó nếu như bạn 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 tìm hiểu sâu hơn ấy, thì đến thậm chí ngay cả sàn Binance cũng hầu đến vài tỷ ADA đấy, chứ 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 không phải là họ không không hầu đâu. Binance và Coinbase ấy hầu cực kỳ nhiều ADA luôn đấy. Và nếu như bạn tìm hiểu sâu ấy thì sẽ thấy là cái hệ sinh thái Cardano nó phát triển nó rất là ghê, nó rất là khủng khiếp. Nhiều người cứ thấy ấy, là họ họ hay 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 chửi là cái CEO của Cardano ấy chả có cái việc gì cả, suốt ngày chỉ lên Twitter pump lên năm ấy. Thực ra ấy, nó có cả một đội quân ở đằng sau làm rồi. CEO nó chỉ việc đi chơi rồi đi 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 đi, đi livestream thôi. Cho nên đấy, nếu như về giá thì bạn nên
yên tâm. À, có thể là trong thời gian tới nó sẽ tăng. Đấy, ok bây giờ Mr. Năm đấy, bây giờ bạn có thể đưa ra một cái lý do gì đấy là để cho cái bạn kia có cái lý do là để không phải hô ra nữa. Thực ra mình nói cầm đó mà cảm thấy không ổn bán bố là thật, mình nói thật. Tức là khi mà bạn cầm một cái gì đó mà nơm nớp lo sợ, kiểu tiền thì chưa thấy đâu mà thấy sợ không à, ngày nào cũng thấy sợ hết, thì thôi mình nghĩ là đừng đừng nên cầm nó. Bởi vì những cái cảm giác như bạn mình cũng đã từng 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 trải qua rồi, mình cũng cầm những cái mối lo sợ đó, cuối cùng nó mất hết à, mất hết những cái ở ở ở bên ngoài. Thực ra thì cái việc đâm hay pump nó là chuyện, chuyện 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 bình thường của cuộc sống thôi. Cái gì nó cũng có lên, nó cũng có xuống, nó không đạt được kỳ vọng thì nó xuống, rồi người ta bán nhiều thì nó xuống, thế thôi. Thế bạn bạn hỏi là tại sao nó xuống thì người ta bán nhiều tự dưng nó xuống. Vậy tại sao người ta bán nhiều? Tại người ta không mua, tại người ta ta không không muốn giữ nó nữa thì nó xuống. Thì nếu mà bạn không muốn giữ thì các bạn cứ 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 cứ, cứ bán, cứ sợ thì cứ bán thôi. Còn lại cái này là hai ông này xúi thôi nhá, còn bán hay không thì đừng có đổ trách nhiệm cho tụi mình. Nhưng mà cái này là vui thôi, vui thôi, chia sẻ vui cho anh em thôi. Nhưng mà nói chung là cái kết lại á, thì anh em phải có sự hiểu biết. Tự dưng anh em hiểu biết xong, kể cả nó lên nó xuống gì anh em cũng an tâm kinh khủng khiếp luôn. Cái này là tụi mình được trải nghiệm thật sự. Những cái mà thầy Hùng nói nó không có sai đâu. Tức là khi mà mình đã hiểu nó là cái gì rồi á, lắm lúc xuống nó còn vui hơn cả lên. Thật sự là như vậy. Hồi hồi xưa mà anh em ở đây vì có team mà làm cái đợt mà 2 đô 3 đô á, lại không vui bằng cái đời này đâu. Đời này nó còn có nửa đô làm vui lắm, tại nhiều tiền lắm. Tại làm catalyst được nhiều tiền lắm anh em. thì anh em sẽ thấy là nó chỉ là một cái trạng thái cảm xúc thôi mà, đúng không? Thế giới nó vẫn thế, nó đâm là nó cứ đâm, nó giảm giá là nó giảm giá, và đến cái lúc nào nó cần giảm giá là nó sẽ phải giảm giá thôi, không ai cản được cái điều đó cả. Chỉ có một thứ có thể giúp cuộc đời của bạn tươi đẹp hơn, đó chính là cái cảm nhận của bạn gì về cái đó, và cái cách phản ứng của mình với cái tình trạng đó nó như thế nào thôi. Đấy, nhiều người đâm trời ơi ai cứ nhảy cầu rồi bán nhà các kiểu buồn quá trời, nhưng mà anh em ở đây ai cũng vui mà. Đấy, thì nó cùng một 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 tình trạng, nhưng mà người vui người buồn, người thì trung dung tại họ cũng chẳng quan tâm. Đấy, nên là nó phụ thuộc vào tình trạng cá nhân thôi. Nên là mình phải định hình được mình là ai, mình hiểu nó tới mức nào mình hãy mua ha. Chia sẻ kỹ là như vậy rồi. Gần đây Josh Hutcherson đánh giá rất cao khả năng Villace, team có thể chia sẻ về Villace để mọi người hiểu thêm được không? Thật ra cái về cái Villace này bữa Quang có làm một cái buổi về Mithril rồi đó, anh em có thể cái xem lại ha, về cái ví Villace. Chứ còn để mà nói nó là một cái công nghệ đó anh em, công nghệ cho trong kiểu nguyên ba xô đấy, cũng là một cái phần công nghệ lớn đó cho Ouroboros, Omega rồi các thứ phía sau nhiều lắm Có tiếp câu hỏi bạn là Nguyễn Việt Dũng thì lại bạn lại đặt tiếp một câu hỏi là em đang đu ở 2,5 đô thì 1-2 năm nữa có về bờ được không anh? Thực ra câu giả trả lời này không ai có thể là trả lời được, mà mình đầu tiên mình phải xác định là cái việc là mình làm gì để giải quyết nó. Đấy, thì nếu như mà bạn muốn có thêm những cái tìm hiểu thêm về cái ADA đấy, thì trong cái những cái hội nhóm như của Việt Có Tim hay như của các cái nhóm Phi Mi là những cái nhóm thì chuyên chia sẻ về những cái kiến thức minh bạch, kiến thức mà đúng chính xác, thì vào những cái hội nhóm này thì bạn có thể tìm hiểu được cái kiến thức đúng về cái Cardano và ADA. Còn cái việc mà bạn đang đu ở cái giá 2,5 thì bao giờ có về được bờ hay không, thực sự mình không trả lời được, cũng không ông trả ông chuyên gia nào mà có thể trả lời được. Ông chuyên gia nào mà trả lời được ấy, thì bạn giới thiệu cho mình để mình hỏi mấy cái đồng để đồng mình về đồng bờ nữa. mình cũng hỏi mấy cái đồng <Đúng mà mình đang đang mình đang đu đấy. Bạn có mà biết tuy nhiên hai thì tiến sĩ tuy nhiên đấy thì mình cũng về bờ cùng. chia sẻ thêm cho bạn là
ở cái blockchain nó vẫn còn mới. Mình nếu như bạn đi sâu và tìm hiểu, có rất nhiều các cái cơ hội, có rất nhiều các cái công việc trong blockchain mà bạn có thể là không biết là số tiền của bạn bao nhiêu, nhưng mà bạn có thể là giảm thiểu được cái phần nào cái phần mà bạn đang bị lỗ tạm thời, những phần lỗ của bạn. Thì cái này nó chính là cái kinh nghiệm bản thân của mình. Đấy, năm ngoái mình cũng bị lỗ lỗ rất nhiều luôn, lỗ rất nhiều, nhưng mà khi mà mình tham gia vào trong 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 Cardano, mình không mắc xích Cardano nha. Đấy, mình tìm hiểu kiến thức, mình có tham gia những cái hội nhóm và những anh em chân thành. Đấy, và hiện tại bây giờ thì mình lãi rồi. Những cái phần lỗ của năm ngoái của mình nó về zero rồi. Và hiện tại mình đang rất là gọi là về phần yên tâm, mình không có bất kỳ một cái suy nghĩ gì hết cả. Đấy, thì cũng mong là bạn hay là nhiều anh em mà đang đu khác, thì ngoài cái việc là chúng ta hoảng sợ về cái giá, thì bây giờ chúng ta hãy tìm cách giải quyết nó đi, hoặc đơn giản đấy là tắt app, đi đi chạy Grab thôi. Thực ra hôm nay là cái buổi chia sẻ của những cái người mà giống nhau ấy, tức là anh em chúng ta là cũng gọi là cũng cũng chưa phải thành giáo chủ ADA đâu, nên là nếu mà mọi người mà nghe hôm nay mà có giáo chủ ADA vào thì giáo chủ ADA sẽ giảng cho mọi người về những cái bài, nhưng mà đây là anh em chia sẻ là cũng cũng đã từng trải qua rồi, cũng đã như các bạn và bây giờ cũng cũng đang đu mà. Nhưng mà nó như thế này, như Quang nói á, là cái nếu cái câu hỏi của bạn á là em đua 2,5 rồi bao giờ thì em về bờ, thì Quang hiểu là cái tâm lý của bạn, tức là bạn đang đã tức là đến thời điểm hiện tại là bạn đã ra một quyết định sai đối với bạn rồi, đúng không? Nếu bạn đi đầu tư mà bạn cứ mong nó về bờ là mình mừng rồi, thì có nghĩa là trong quá khứ mình đã làm cái quyết định đó sai, nhưng mà chắc gì nó đã sai, đúng không? Mình chỉ nghĩ nó là sai thôi, tại vì cái góc nhìn của mình, cái quan điểm của mình đó, mình chỉ nghĩ thằng này từ 2,5 đô mày xuống nửa đô thì chết bố rồi, không được, và bạn không có cái niềm tin là nó lên 10 đô thì chắc chắn là bạn sẽ kêu là ồ mình sai rồi. Nhưng mà hả, rất là nhiều anh em ở trong này có niềm tin tới 10 đô, tới 30 đô, tới 50 đô, thậm chí có nhiều người tới ngàn đô mà, thì 2,5 đô của bạn là sai hay đúng, đúng không? Thì mình chỉ cần 2,5 đô là bố để trong đấy rồi bao nhiêu năm đấy, bố lấy 1.000 đô à mọi người, các bạn sẽ thấy là cái câu chuyện là đúng hay sai là nó vẫn là do mình thôi. Nếu mà bạn có niềm tin nó lên 1.000 đô thì mua, có mà mua 5 đô các bạn vẫn mua mà, đúng không? Tức là mình chỉ có cái cảm giác của mình là trời ơi tôi khổ quá, tôi đu đỉnh rồi bây giờ nó xuống, đó là cái trạng thái cảm xúc của mình nó thế thôi, chứ chứ chả có cái gì cả. Và lắm lúc các bạn cũng lại sử dụng nguồn vốn nó không tốt nữa, thì bây giờ lại phải trả nợ trả đồ, thì đó là những cái quyết định mình đã làm sai rồi. Thì bây giờ mình có thể làm được cái gì đó đúng hơn hay không? Đúng, bây giờ để làm đúng nhất thì con nói thật, nên dành thời gian ra nghiên cứu coi cái đồng mình giữ nó có khả năng lấy lại không, hoặc là cái tiềm năng của nó trong tương lai nó có chết hay không, để mà mình an tâm. Mình nói chung là mình cứ phải nghiên cứu thật là kỹ, mình hiểu về nó đi đã thì mình sẽ an tâm, chứ mình không hiểu chắc chắn bạn mua cái gì bạn cũng không an tâm hết, mình cá luôn, kể cả nó lên các bạn cũng không an tâm, nó xuống thì đương nhiên là đòi về bờ rồi, thì ai mà chiều được, ai mà chiều các bạn được, lên các bạn cũng không chịu mà xuống các bạn cũng không chịu, thì không ai chiều được, không ai chiều được Chỉ có mình chiều mình được thôi. Rồi có bạn Hương Giang có hỏi là trong vcoincheck.io có rất nhiều đánh giá high risk cho phần lớn các dự án trên blockchain Cardano, em muốn xem phần phân tích đánh giá thì xem ở đâu anh? Nó có cái phần gọi là expert review á, nhưng mà tụi mình cũng đang 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 update dần. Và bên cạnh đó là tại sao tụi mình đánh high risk là tại vì tụi mình cũng hơi khó tính. Mọi người cũng thấy là anh em ở đây là cũng hơi khó tính, nên là mình muốn là cái gì nó phải là tốt nhất ở trong đó, và mọi người hoàn toàn có thể đóng góp các góc nhìn của mọi người trong đó mà. Đấy, nó là mở open cho cộng đồng. Mình giải thích thêm một chút, đấy là bọn mình đánh giá ở cái góc độ là coi như là bảo vệ người đầu tư đi, bảo vệ nhà đầu tư đi, cho nên là đánh giá nó rất là khắt khe và nó rất là một dạng như là khó tính đi, mình cứ bảo vệ mình trước. Cái thứ hai ấy, bạn không xem được ấy, bởi vì ấy là
cái dự án mà của Vicocheck về đánh giá cái dự án ấy, thì mình không làm giống như các cái dự án khác. Mà cái dự án này thì Vicocheck team sẽ chỉ là những cái người đầu tiên đưa ra đánh giá thôi, và sau đó thì tất cả mọi người trong cộng đồng sẽ cùng vào đó và cùng làm các cái đánh giá, ai có hiểu biết thì sẽ làm cùng làm cái đánh giá đó. Và nếu như mà bạn làm cái đánh giá mà tốt thì sẽ có những cái điểm thưởng, và sau đó thì mình sẽ dùng những cái điểm thưởng đó để đi mua lại những cái đánh giá của người khác. Chúng ta cùng chia sẻ nhau, cùng chia sẻ với nhau và cùng có được cái lợi ích từ nhau. Như thế thì mọi thứ nó đóng góp thì nó sẽ, theo mình thì nó sẽ bền vững hơn. Và một cái đánh giá của dự án nó được đóng góp bởi rất là nhiều người, thì dù nó có đúng hay nó sai thì nó cũng là số đông. Đấy, lúc đó thì chúng ta không phải có một cái sự ân hận gì là ô thôi chết rồi, tôi nghe mấy cái thằng này đấy, tôi nghe mấy cái thằng Vicocheck này nó bảo hay nhưng ngày mai nó thành không hay, thì lại mình lại lại ân hận. Nhưng thực sự ở đây nó sẽ là cái đánh giá của rất là nhiều người. Chúng ta cùng đóng góp vào với nhau, cùng chia sẻ với nhau và cùng tự quyết định chính với nhau. Và nếu như bạn muốn xem thì bạn tạo tạo một tài khoản và thực hiện cái việc là chia sẻ những cái kiến thức về những cái dự án mà mình có được, làm những cái đánh giá, thì bạn sẽ có điểm. Và khi mà có điểm thì bạn sẽ dùng những cái điểm đó để bạn xem được những cái phần phân tích đánh giá đó, chứ bọn mình không miễn phí. Nếu cái gì miễn phí thì thực ra theo cái quan điểm của mình ấy, miễn phí thì nó sẽ là gian và nó sẽ không là chính xác. Cho nên ấy, chỉ khi nào bạn đóng góp cái công sức của mình vào, mọi người đóng góp công sức của mình vào, thì những cái trong đó nó mới có giá trị. Đấy là cái hướng đi theo cái nền tảng của mình. Còn nếu mà cái nền tảng như của Vicocheck của mình mà cũng open như các cái mà website đánh giá dự án khác, thì có thể đằng sau của bọn mình nó sẽ có những cái gì gì đó. Ok, thì anh Trương Mỹ Lê cũng nói rất là kỹ về cái đó rồi. Nếu mà mọi người có thì dành thời gian nhiều hơn có thể tương tác với bọn mình để hiểu hiểu hơn về Vicocheck này như thế nào. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Hương Giang, bạn anh Thanh Phiên, đó là mua DCA thì sẽ mau về bờ hơn mà đi luôn đấy, có khi còn đi luôn đấy. DCA phải DCA đúng em, chứ không phải là cứ cái gì cũng DCA được đâu. Đấy, nhiều khi là đi luôn mà không thấy bờ đấy. Phải DCA là chỉ nguyên tắc thượng thừa của DCA, đó chính là luôn luôn ghi nhớ cho mình, đó là phải DCA vào sản phẩm tốt chứ không phải là cái gì cũng DCA được đâu. Đó. Bạn Hương Giang là Cardano có xây dựng hệ thống đóng vai trò như là chuyên link hay vẫn tiếp tục khai thác thông tin bên ngoài thông qua việc kết nối với chuyên link? Trước đây tuyên bố là có làm sau đó thì lại kết nối với chuyên linh đấy rồi, giáo chủ chuyên linh ở đây Chimile. Về cái vấn đề này thì thực ra nói thì nó cũng 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 sẽ rất là dài, vì nó liên quan đến những cái chiến lược của Cardano. Có thể là trong 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 những cái chiến lược đường đi người ta sẽ luôn luôn phải có sự co giãn. Ví dụ như là thời điểm này họ thấy được, nhưng mà qua một chút chút thời điểm nào đó họ thấy nó không được, thì họ có thể là thay đổi cái chiến lược của nó. Còn nếu mà bạn muốn hiểu rõ hơn cái vị trí của chiến linh trong cái hướng đi phát triển về Oracle Cardano, hay là những cái mà hướng đi khác, thì mình có từng livestream trên trên sóng của Phimi này 3 buổi, nói về cơ bản về Oracle, Oracle nói chung, nói cơ bản về Oracle trên Cardano, và một phân tích khá là kỹ về 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 chain link có 3 cái video đó. Thì mình có thể là gửi cái link clip vào đây để bạn có thể xem tham khảo. Nhưng chứ còn để nói nhanh cái này thì mình cũng không, xin phép là không thể nói nhanh được. Nếu mà bạn có thời gian bạn xem 3 cái clip đó, sau đó thì bạn có thể là vào trong nhóm để bạn đặt câu hỏi cho mình, nếu mà trả lời được mình sẽ trả lời. Câu họ câu cái này là câu comment của bạn Hương Giang về Vicocheck. Em nghĩ phần mô tả nên có những phần nhận định riêng của từng dự án chứ đánh giá high risk mà phần mô tả kiểu lại copy paste người dùng dễ đánh hiểu. À các bạn ơi, cái phần mà copy paste này á, nó là cái claim của dự án, tức là dự án họ họ tuyên bố là như vậy,
họ tuyên bố họ là ADAC là hai là the vision of ADAC is nothing less ambitious than becoming Uniswap. Tức là tụi mình phải 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 giữ giữ nguyên cái phần mô tả đó của họ để rồi sau đó mình đánh giá là nó có đúng như những gì họ nói hay không. Đấy, thì nếu mà nó không đúng thì phải là high risk thôi. Tức là mình cái phần mô tả của dự án á nó là của dự án nha. Dự án họ họ claim như thế nào thì tụi mình phải copy paste như vậy. Đấy, còn những cái phần đánh giá thì nó lại ở phía sau. Chứ nó không chỉ thuận lợi ở phần cái phần mô tả đâu nhé. Ok. Đấy, nếu mà bạn muốn đấy thì bạn hãy vào trong 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 tạo tài khoản trong VicoCheck hoặc đây, ok thì mình sẽ share cho bạn đỡ phải lăn tăn. Ok, ví dụ ở đây cái tài khoản của mình là tài khoản admin nhé, bạn vào cái dự án này. Ok, tại sao mình lại chỉ để những cái này thôi? Những cái này ấy, nó rất là đơn giản, mọi người có thể tìm thấy nó ở bất bất kỳ đâu đấy, và nó không có mang một cái giá trị theo theo quan điểm mình, nó không có mang một cái giá trị gì về đánh giá một dự án cả. Thì ví dụ ở đây một cái người ví dụ như trong team mình là đây, đánh giá rất nhiều lúc đó mới là những cái phần liệt kê đấy, đánh giá về tổng quan này đấy, đánh giá về các cái tiêu chí của nó, tất cả những cái tiêu chí để mọi người đánh giá, mọi người sẽ làm từng bước đấy, ai đủ trình độ đến đâu sẽ làm đến 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 trình độ đến đó. Ở đây là ví dụ đến cái phần mà người dùng trung bình đấy sẽ phải đánh giá trả lời hơn 20-30 câu hỏi đấy, sau đó mới tiếp tục là ai mà có trình độ nữa ấy, thì sẽ đi đánh giá những cái phần mà đây và chấm điểm theo thang điểm đấy. Nếu như mà bạn vào sâu vào trong cái nền tảng, tất nhiên đấy bạn phải tạo tài khoản, bạn phải tham gia tương tác, bạn phải có cái đóng góp nào đó thì bạn mới xem được những cái này đó. Đấy, để cho bạn đỡ phải lăn tăn thì thực sự bên trong nó là như thế. Đấy, thì nếu như mọi người có quan tâm thì mọi người hãy tạo cái tài khoản thì mọi người sẽ thấy được sâu hơn. Ok, rồi hôm nay là buổi AMA đầu tiên Ask Me Anything của nhóm Vietcore Team. Đấy, trong thời gian thầy đang đi đi dạy và được quyền nói xấu thầy trong cái buổi ngày hôm nay thì thông qua một cái buổi, nói chung là hôm nay anh em cũng đổi đổi gió một chút, đổi style một chút để cho mọi người được đặt câu hỏi nó rộng hơn, nó thoáng hơn và được trả lời hầu hết tất cả các câu hỏi của mọi người. Thì đến bây giờ thì cũng đã hết câu hỏi thì ngày hôm nay rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian với Vietcore Team để nghe những cái lời chia sẻ của anh em Vietcore Team. Thì hy vọng là sắp tới là mình cũng có thể triển khai thêm được những cái buổi AMA như thế này, và biết đâu được sẽ có giáo chủ Ada ở trong buổi AMA thì mọi người sẽ được hỏi nhiều hơn nữa đấy, để nói xấu qua nói xấu lại như vậy. Rồi rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem cái buổi livestream này của anh em, quên, cái buổi Zoom này của anh em, và cũng có được livestream trên một cái group cộng đồng của Facebook. Thì cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người vào những cái buổi AMA tiếp theo ha. Xin Rồi. cảm ơn tất cả mọi người. Chào.